Cho con dẫn bạn đi chơi. Con hứa con sẽ mua kim cương để cưới nghe bé. Tình yêu mà đôi khi chúng ta lấy nhau cũng chưa chắc là đến với nhau được cả cuộc đời. Cố gắng lên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Rồi, hả màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh bên kia cánh màn ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Thanh Vàng và em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở quận 2. Trời ơi, vàng mặt đỏ lên là vàng luôn chứ. Mời bạn trai. Chào các bạn, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên đó. Dạ, chào. Em xin tự hiểu, em tên là Lê Văn Tình. Năm nay em 26 tuổi, em là huấn luyện viên Vô Vietnam. Vàng Tình, Tình Vàng à, cũng hợp lý đó nha. 27 tuổi, bên kia 26 tuổi, nhỏ hơn tuổi có vấn đề gì không? Dạ không, có quan trọng gì đâu. Tôi hỏi bên này. Dạ, em nghĩ là chắc không sao. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Vậy lý do sao ế? Em nghĩ là phần chính là do cái tính trẻ con của em á. Dạ, lúc trước em cũng có quen một anh. Quen nhau khoảng 6 tháng thôi rồi anh đó cũng không chịu nổi cái tính mà trẻ con của em á. Cho nên anh đó cũng cài số da luôn rồi chị ơi. Vậy á. Dạ, em nói là chừng nào em tìm được người nào mà kìm được cái tính trẻ con của em á, lúc đó em mới lập gia đình thôi. Chịu được không? Dạ, điều đó thì em chịu được. Tại vì em dạy trẻ con rất là nhiều. Dạy trẻ con lúc mấy tuổi? Cũng cỡ 6 tuổi. Dạy bao nhiêu năm rồi? Em dạy cũng được 3-4 năm rồi. Bạn là quê ở đâu? Quê em ở Nhà Bè, ở Hồ Chí Minh. Quê xa quá hả? Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Cái mối tình đầu của em là quen qua mạng bên trên Facebook anh. Cũng được 2-3 năm rồi. Nhưng mà khi mà gặp mặt nhau thì mình vỡ mộng vậy. Em ấy xài camera 360 độ anh. Trời ơi, nhìn là vỡ mộng luôn anh. Lúc cô gái xuất hiện là hẹn ở đâu? Hẹn ở ngoài bến xe miền Tây. Ủa sao hẹn xa vậy? Dạ, tại mình hẹn xa, được thì mình dắt ở nhà. Còn mà mình hẹn gần nhà mất lỡ chuyện gì á. Không phải dễ thương đó rồi, kể cái vụ này kể tiếp là vụ này hay nè. Cái vụ quen qua mạng 3 năm nè. Rồi mình gặp mặt nhau, uống phê, ăn uống xong cũng đưa tiền cho em về. Có đưa tiền nữa? Dạ, tại vì em nói, em tới đây em hết tiền anh ơi. Cậu lên, cậu không có mang theo quần áo gì luôn. Không đi vậy đó hả? Đúng rồi, không đi vậy luôn. Dạ em cũng thấy nghi lắm rồi. Dạ em nói thôi giờ anh còn 500 ngàn rồi thôi. Anh đưa em 450, còn 50 anh đổ xăng đi về. Hay, cái này hay nè. Chị thích em mà đó. Thì không nè, chị? Bắt tay. Được. Em thích người bạn gái thì sao? Nói chung em cũng không kỳ lắm. Thích người biết quan tâm, chia sẻ với người mình yêu á. Và biết đối xử với người lớn tuổi. Biết nấu ăn là càng tốt. Tại vì em cũng biết nấu ăn. Thôi, em hỏi vô đó thôi. Em đòi hỏi nhiều quá, mất công ế nữa chị. Hồi nãy nói dạy võ phải không? Dạ. Múa thử một xíu coi coi. Dạ em múa thôi. Dạ. Thôi võ sư mà đừng có dở. Giữ được. Tưởng đâu nổ. Trời, người ta nói bị dấp thôi chứ ta múa không có dấp. Chị thấy em nói dấp vậy như em ca là không dấp. Ca đi. Ca đi. Đã lâu rồi tay tôi không được dắt tay theo, đi đâu cùng chim một mình, không các gì cây hoa héo, xuân hạ thu đông chưa qua, mùa nào cũng không ai tháo. Không phải tôi không cố gắng mà vấn đề trước giờ tôi gái toàn phèo. Cô em a em a bị khùng, cô em bế em chế tôi lùng, cô em xê em đòi xê khủng, cô em đếm khen tôi nghèo túng, cô em nào cũng thấy không thấy đâu, tôi ngày đều bị hỏi cùng, thế nên tôi ép a không dám quen lùng tung. Bao nhiêu tình đến rồi tình vẫn thế thôi, anh qua nga rồi cùng bước vòi, thế nên tôi ế thế nên trễ thế nên đi bỏ bê thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tôi lái xe trường đường vậy, tôi không phải bắt tôi mà ngủ tôi cũng không quá xấu. Tôi không phải có nhà giàu nhưng mà tôi biết sống phấn đấu, vì người tôi yêu tôi luôn sẵn sàng làm một cách đối đủ họ kìa sao. Nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu. Yeah. Ủa hay quá vậy ta. Yeah. Tôi chịu bạn rồi đó nha, về đội của tôi nha chị. Được đó. Hỏi thử bạn gái thì cảm nhận thế nào. Em cũng đang tò mò về bạn bên đó rồi đó. Hấp dẫn lắm. Bạn bên đó có tài gì không, thể hiện luôn đi. Để coi bạn bên trai cảm nhận thế nào. Có tài gì làm luôn. Chào anh. Chào bạn. Làm đi để lép vé hơn bên kia đó.
Thôi em hát đại câu rồi, nha. Rồi, đại đi. Dạ. Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn nồng ấm hơn nay hôm nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ, trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Em qua được chị ơi. Rồi cũng được, cặp này vô cũng xứng lắm nè. Hợp, dễ thương lắm. Dạ, nhưng mà anh có bụng bia không? Em không thích bụng bia mà cỡ như anh Quyền Linh là em chơi ghê. Trời đất ơi, sáng sáng ai cũng chơi bụng bia rồi trời. Yeah. Được. Bụng này là... Võ sư. Võ sư mà làm gì có võ bụng. Võ sư hả chị? Ừ. Chỉ có cái bụng to là không khoái thôi hả? Dạ. Không, thêm nữa. Gì nữa? Dạ. Ừ, móng tay dài nè, hút thuốc nè, nhậu nè. Nhậu nhưng mà nhậu ít thôi, tại vì nếu mà nhậu nhiều quá rủ em nhậu nữa thì chắc là banh nhà luôn á. Ủa vậy em nhậu lắm hả? À dạ không, em chỉ biết uống xã giao thôi chị. Mấy lon? Nói chung là người ta tới đâu em tới đó. Dạo này gặp toàn cao thủ không? Nhưng mà anh nói nhậu cũng được, với điều kiện là anh phải tỉnh hơn em để anh đưa em về, chứ không lẽ hai đứa ngủ bụi sao chị? Hàng kia ế. Không phải ế mà là kén anh Quyền Linh ơi. Kén quá. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai mình là người sao? Cao hơn em chắc là khoảng 1m65 trở lên. Dạ. Nặng khoảng 60-70kg thôi chị. Nói chung là cái gì cũng ok, trừ cái bụng bia thôi đúng không? Dạ, bụng bia hút thuốc anh ơi. Em có uống bia không? Dạ, em chỉ uống xã giao anh. Thí dụ chưa như là công việc của anh. Rồi nó đòi hỏi mình phải vậy. Hút thuốc không? Dạ không bao giờ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì nhiều lắm. Tính em cũng nhiều lúc cũng có khi nóng, nhiều khi mình năng động quá, giống như là đứa nít vậy. Nhưng mà thật chắc mình không có vậy, tại mình năng động thôi. Học võ mà nóng quá quýnh người ta làm sao? Vậy mới học em mới kiềm chế lại anh. Có bao giờ quýnh ai chưa? Dạ chưa bao giờ. Bị người ta quýnh xong chạy không ạ? Được được, võ sư là phải vậy chứ không phải ta đánh mình đánh lại. Dạ. Thôi tật xấu còn gì nữa? Như là em gì ta? Dạ hết rồi. Thôi hôm nay em đi tới đây có ai đi ủng hộ em không vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em. Dạ chào bác. Bác thấy bạn bên đó là sao bác? Nghe võ sư cũng ớn ớn chút. Biết nữa vậy quấn vợ dữ hùng á. Dạ bác ơi, con thấy con tính học giỏi nhưng mà con hèn khô à. Đến nỗi con kiếm con họ còn dám giết mà bác. Khi học võ vô là không bao giờ mà mình gây chuyện mà mình đánh người với bác. Dễ thương lắm, có duyên đó nha. Cũng dễ thương, cũng không có gì. Rồi, em có đi chung với ai không? Dạ có, em đi chung với mẹ em. Ha, chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, chị thấy cô bé này sao? Thấy cũng được. Từ hai đứa, ví dụ nó hợp nhau, thương nhau thì biết tính tới. Dạ. Có chuẩn bị gì cho con chưa? Có. Có rồi đúng không? Dạ. Vậy là cũng ổn rồi ha? Ổn rồi. Thôi bây giờ cho đôi trẻ nói chuyện nhau đi chứ người thân thì cũng dễ. Rồi mình kéo màn lên đi. Bình tĩnh nha. Mình hít thở sâu sâu kỹ kỹ rồi nói chuyện nha. Không ai dành. 3, 2, 1 bắt đầu. Nói chậm thôi. Dạ xin chào. Chào em. Dạ. Không, chút lần tình cờ đó. Quên xin quên xin quên đi. Thấy luôn quá. Tặng qua đây. Dạ rồi em cảm ơn nhiều. Quan điểm của em về tình yêu là gì? Quan điểm em rất là đơn giản, gói gọn trong câu là nếu là của mình thì sẽ là của mình, không phải níu kéo gì hết trơn á. Anh thì sao? Anh thì đó, anh khi yêu á là anh yêu rất là chân thật, rất là thật tình. Thể yêu á là cưới. Anh có gia trưởng không? Anh á, anh là người con gái. Không anh, không anh. Đã dặn từ từ rồi hả? Bình tĩnh rồi, nó lộn đó. Anh là người con trưởng trong gia đình. Con trai. Dạ. Gia đình mình đông không anh? Gia đình anh được 3 anh em trai. Dạ. Bình thường anh có hay căng thẳng trước khi nói chuyện vậy không? Hay là chỉ khi lên sân khấu thôi? Chỉ trước trong sân khấu thôi. Chứ người nhà thì anh nói chuyện nó thoải mái hơn. Dạ. Quen bao lâu cưới? Em quen bao lâu cưới? Cái này... Nếu mà được thì em là người gả rồi, đâu phải người cưới đâu sao anh hỏi em. Từ 6 tháng đến 5. Em nghĩ sao? Năm sau thì được rồi, tại vì nó hợp với tuổi của em. Cưới nhau ai giữ tiền? Cho anh giữ nhưng mà em sẽ xài thoải mái được không? Được hết em. Tiền thì anh sẽ đưa em giữ. Thôi anh giữ tiền, em không cần giữ tiền, em chỉ cần xài tiền thôi, được không anh? Vậy được, đưa anh giữ không biết còn không ta? Rồi thôi mình qua mình nhấn nút nha. Nói một câu gì tình cảm đi. Nói gì với bác để xin dẫn đi chơi coi phim gì đi.
À, bác, nếu bác cho phép con dẫn bạn đi chơi, con hứa con sẽ mua kim cương để cưới nghe bác. Cảm ơn kim cương của bác đi. Dạ bác ơi, con cũng không có đòi hỏi gì kim cương đâu bác ơi. Con sẽ cố gắng, nếu mà được con sẽ cố gắng. Rồi, hết thời gian. Đặt tay ra sau nha, suy nghĩ rồi quyết định, bấm nút nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cô làm tôi hú hồn cô. Tưởng đâu bữa nay hai đứa mình thua trắng rồi chứ. Sao bấm chậm, chậm vậy? Bấm chậm 5 giây sẽ tốt hơn cho mình đó chị. Cũng hay. Nắm tay nhau cái coi. Em hơi căng thẳng xíu. Nói thì chậm mà làm không có chậm. Làm nhanh quá. Không, dễ thương. Rất là dễ thương. Tôi xin gửi tặng các bạn ngay cặp loa của Samac E5. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Vé xem phim. Cảm ơn. Chúc các bạn có những buổi xem phim thật là vui, có những nụ hôn nồng cháy. Cảm ơn chị. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speed Couple nhé. Mời bạn nam. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên cạnh. Chào em. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Lê Hoàng Oanh. Em 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Hiện tại là em đang là dịch viên cho công ty thông tin di động Mobifone. Oanh là làm việc ở Đồng Tháp. Dạ. Hôm nay là lên đây tham gia chương trình thôi, rồi mình về lại với kia đúng không? Dạ. Rồi, 24 tuổi, tỉnh Đồng Tháp. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên cạnh. Dạ, em tên là Thái Văn Phát, em ở quê ở Đồng Tháp. Năm nay 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh và đang sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn Đồng Tháp luôn. Cùng quê rồi ha. Rồi, bây giờ em giới thiệu một chút xíu về ưu điểm của em, khuyết điểm của em nè. Khuyết điểm của em thì em ham ăn. Ví dụ như em ăn là em ăn phải thiệt nhiều. Em đói để em ăn phải no, chứ no vừa em không chịu. Mình có dành ăn với người ta không, hay là mình ăn phần mình thôi, là mình ăn? Dạ có dành ăn đó chị. Dành ăn hả? Vậy bình thường dành ăn với ai? Ví dụ em đi một nhóm bạn thì ví dụ như ăn thì em dành em ăn nhiều. Không sao em, mày cũng giống anh đó. Với em hay lười biếng lắm, như những công việc trong nhà em có thể làm được đó, nhưng mà em hay có mẹ thì em mạnh mẽ. Người ta nói có làm thì mới có ăn, mà coi như là em mà ăn thôi chứ không có làm, đúng không? Còn ưu điểm? Ưu điểm của em là em có tính tự lập cao, tính cách thì cũng dịu dàng. Như những cơn sóng hầm á chị, nhiều khi em cũng muốn bùng nổ. Trời ơi, gì vậy? Bùng nổ về cái gì em? Làm thay đổi, ví dụ như đang tóc dài em có thể cắt thành tóc ngắn, hay là những chuyện lúc trước giờ em chưa làm thì em cũng có thể tự nhiên em muốn làm quá. Thích trải nghiệm. Dạ. Tốt, mình trẻ mà mình được quyền vậy để mình có kinh nghiệm chứ, đúng không? Dạ. Em sao, em kể cho bạn gái bên kia nghe coi, mình trải qua mấy mối tình rồi, mình có cái gì muốn bùng nổ không? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào hả? Chưa có luôn. Gì? Dạ. Do em tại em thích chọc giỡn hay kia nhiều chứ kêu mà yêu em chưa. Chưa yêu luôn hả? Dạ. Bên đây cô gái này 24 tuổi cũng chưa có mối tình nào, cũng chưa yêu luôn. Vậy là cặp đôi này là Trinh Đồng Ngọc Nữ rồi nè. 24 còn được. Do em thì cũng quen nhiều nhưng mà em thích chọc giỡn với mấy bạn đó nhiều. Vậy là anh không nghiêm túc hả? Không phải không nghiêm túc, nhưng mà mình thích cái đó, mình thích chọc giỡn thôi bạn. Khi yêu thì mình rất là nghiêm túc. Em có đi kiểm tra giới tính chưa? Hả? Đàn ông 100%. Trăm không? Trăm. Sao em dám chắc 100%? Giờ muốn có mối tình như thế nào? Thì người đó phải nhất là tôn trọng người lớn, lễ phép này. Cái này dễ rồi, phụ nữ ai cũng tôn trọng người lớn, lễ phép hết trơn á. Gùng gùng dữ không? Tim đập phình phình luôn. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em kể cho cô gái bên này nghe với.
Dạ, khuyết điểm thì em không có tính lãng mạn, với lại hay nhút nhát á. Còn ưu điểm thì chơi thể thao và đi phượt. Em chưa có người yêu bao giờ, nhưng mình có hay suy nghĩ về cái bạch mã hoàng tử của mình sẽ là người như thế nào không? Người mẫu lý tưởng của em là em nghĩ là một người đàn ông của gia đình. Khi ra ngoài xã hội thì cũng biết giao tiếp với xã hội, đặc biệt là biết lễ phép với người lớn, em quan trọng cái đó lắm. Thì ở đây cũng lễ phép thôi, không có lo. Nhưng vấn đề là cái hình mẫu của em có giống ai không con gái? Em mong là được giống như ca sĩ Lý Hải. Ý là muốn đẻ gì như Lý Hải ấy, đúng không? Em phải Lý Hải không? Chắc em phải tập tạm với thành Lý Đức luôn ấy. Rồi bây giờ em về quê sống được không? Hay là phải đem bà đem vợ lên Sài Gòn hay là như thế nào? Hiện tại thì em sống Sài Gòn, đi làm thì kiếm tiền để đầu tư về dưới quê thôi. Được một cái cơ ngơi á, sau này sẽ về quê ở. Mặt coi sao? Đồng Tháp hả? Thôi rồi, dễ thương quá. Bây giờ á, là nếu như anh này anh thương thiệt em thì khoảng bao lâu anh mới thể bước tới được? Nghĩ nhanh nhất có thể thì cũng 6 đến 6 tháng đến 1 năm cũng được. Anh thấy bên này cũng được lắm á. Bên kia chuẩn bị gì chưa mà đòi... À, nhưng mà ví dụ giờ lấy vợ rồi thì có khả năng ở nhà riêng này kia không? Em có kế hoạch cho sang năm rồi. Có rồi đó hả? Rồi, 6 tháng đến 5 nha. À, nếu mà hết năm sau á, hết năm sau thì em mới gọi là được cái một cái khoản dành riêng cho mình cũng tương đối thôi. À, hỏi bạn nữ ha, rồi em có ghen không? Sợ ảnh trong quá trình mà đi gây dựng sự nghiệp rồi cái rơi rụng dọc đường á. Quan điểm của em là phải để cho bạn nam là sợ mất em chứ em không có sợ mất cô ảnh. Ôi, rồi mình hẹn hò sao? Gặp ảnh là bao lâu một lần? Dạ khoảng tháng một lần cũng được chị. Trời sao cô này dễ vậy? Em yên tâm đi, là anh này em chưa có ai kèm kẹp, cũng đâu có người yêu gì đâu. Đứng lên coi tướng cái coi, sao ốm yếu vậy? Gồng lên coi sao ẻo lả vậy? Lả vậy? Trời ơi. Chắc men không trời? Men chắc chắn, chấm đúng không? Thôi ngồi xuống đi được rồi ha. Bây giờ bình thường bao lâu thì em về quê thăm nhà một lần? Khoảng 3-4 tháng một lần. Trời đất ơi, cô này cổ muốn 1 tháng một lần, em đáp ứng được không? Dạ được. Chị thấy hơi ít á, 1 tháng phải 2 lần. Phụ nữ ta chiếc bóng buồn lắm em ơi. Mình phải đầu tư vô chút xíu. Dạ em sẽ cố gắng. Cố gắng ha. Dạ. Chắc chắn ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hôm nay mình đi với Đồng Tháp có ai ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với một người bạn thân của em cũng ở cạnh nhà luôn. Chào em. Dạ em xin chào chị Cát Phượng. Cát Tường à? Anh xin lỗi. Rồi em cho vài lời cảm nghĩ của em trong cái cặp đôi ngày hôm nay. Theo em thì hai bạn này sẽ không hợp nhau ạ. Tại sao? Không hợp chỗ nào em? Nói cách bên ngoài thì em nhìn thì em cũng không thích bạn này lắm. Không thích về gì? Em đã nói không thích rồi thì phải cho cái nguyên nhân, lý do. Dạ về ngoại hình ạ. Ngoại hình hơi ốm đúng không? Dạ giống ạ. Đó cũng là một cái yếu điểm nha. Thêm một ý kiến của một người bạn cho nó khách quan. À, dạ em chào chị Cát Tường, dạ em chào anh Linh. Ý em sao? Em nhận xét ảnh dạ, sao? Em thấy anh bên này nói chung ảnh có định hướng sẵn cho tương lai. Nhưng mà em thấy chuyện kia không thích ốm, em thấy đúng không? Dạ cái này là tùy quan điểm của mỗi người anh. Tại vì em ốm hơn ảnh mà đúng không? Dạ thì em nghĩ thì mình nên cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ cảm ơn chị. Nhà trai có đi với ai không dạ, em? Dạ em đi với chị họ em với bạn em. Rồi chào chị. Hỏi chị có tình hình sao chị? Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Nói chung em của em thì rất chi là hiền. Công việc ngoài thì không có ai chê được. Chỉ có mỗi tính cách về bạn gái thì hơi nhút nhát một xíu. Nói chung đấy em nói có nói là câu giỡn. Tức là giỡn với bạn thì rất chi vui vẻ. Nhưng mà khi tiếp cận về mặt tình yêu thì mình lại không có mạnh dạn thôi. Chứ còn về việc làm thì hay là xã hội thì nói chung là người ta 10 thì mình cũng 9 chứ cũng không thua ai. Không như vậy cũng ổn rồi đó. Nhát gái thì cái chuyện nó tốt thôi, sợ là thấy gái xăm xăm vô thì mới sợ thôi. Thôi bây giờ cũng ăn thua là cảm nhận của cả hai bạn thôi. Gặp rồi, cảm ơn mọi người nha. Kéo màn lên. Dễ thương mà. À, mình có bó hoa. Dạ, cảm ơn. À, lần đầu tiên bạn gặp thấy mình như thế nào? Em cảm thấy anh có vẻ hiền thiệt. Anh em cho tôi coi. 2, 3. Em nói tiếp đi. Trời ơi, ngồi thẳng cái lưng lên cho tao thấy cao cao xíu coi đó. Chắc lắm mà, thịt chắc lắm mà, khỏe lắm á. Anh có cảm nhận về em như thế nào trước và sau khi kéo màn à? Thấy thì cũng có cá tính, dễ thương. Thấy có gì thích thích không? Một chút gọi là trái tim nó cứ đập. Người ta nói chuyện dở vậy, thành ra người ta ế tới ngày nay đấy em. Tiếp xúc với gái thì nói gái chuyện bạn gái rồi. Khi mà đã quen thì em cũng giỡn dữ lắm. Không được đấy em, tính này tốt lắm em. Dạ. Giờ tìm tính này khó lắm, phải đơn giản lắm nha em. Rồi nói đi, em quan niệm thế nào về tình yêu? Em quan niệm thế nào về tình yêu? Hỏi em á, em nói trước đi.
anh có thể nói trước được không mà anh quan niệm sao là tình yêu hôn thì, nhân thì... đối với anh thì quan niệm tình yêu thứ nhất là cái người bạn của mình thứ nhất là phải chung thủy, thứ hai phải lấy là tin tưởng vào nhau. Vậy anh cho em hỏi là nếu mà em với anh có thể tiến xa hơn nữa thì anh có thể mà đảm bảo là có thể bảo vệ và che chở cho em được không? Trước khi mà anh được cưới vợ thì phải anh lo được tất cả những gì cho cái người mà anh thương anh cưới được. Vậy hiện tại anh chuẩn bị được gì chưa? Hiện tại thì chưa, nhưng mà bắt xây dựng kế hoạch là bắt đầu là năm tới. Năm tới mới bắt đầu? Ờ đúng rồi. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Em thì đơn giản lắm, hai người yêu nhau là được rồi. Tương lai của bạn thì bạn định hướng như thế nào? Bạn nào? À, em em quan điểm định hướng về tương lai của mình như thế nào? Hiện tại tương lai của em thì em đã định hướng lâu rồi. Là em về quê ở gần nhà vậy. Đối với anh cuộc sống thì nó cái gì đơn giản thôi, chứ không gọi là cầu kỳ phức tạp gì hết. Đủ ăn đủ mặc thôi, chứ không cần phải nhất thiết là phải tranh giành so đôi xe đua với ai hết. Không, anh nghĩ thế này nè. Vậy nó cũng không được. Đàn ông mình phải có khát vọng. Em có tích lũy, em sẽ đầu tư vào cái gì đó. Và mong rằng cái sự đầu tư đó sẽ lớn dần lên, rồi mình sẽ phát triển hơn nữa. Chứ đừng nghĩ là có gì ăn đó, có gì lo đó, có đủ tiền chữa bệnh là được rồi. Vậy thì nó phụ nữ ta không chịu vậy đâu. Ha? Muốn hơn nữa chứ đừng thỏa mãn với những gì mình đang có rồi cái mình không có cầu tiến nữa thì không được. Thôi bây giờ vô chuyện tỏ tình, nói những cái gì tình cảm nhất. Anh thấy em thì dễ thương thì anh cũng em nói không được mình lên. Anh thấy em dễ thương anh cũng ngứa quá. Hả? Nói không có được những cái lời chứ bây giờ không nói gì hết làm sao mà không nói sao mình máu chốt lại cái vấn đề. Ừ đúng không, anh thấy rằng hình như anh với em không thể xa nhau được gì đó, nó đại gì thế dù vậy đó. Không lẽ giờ anh nói thiệt á, nói không được. Thì hôm nay gặp anh ở đây thì em trong một quãng ngắn ngủi về cũng không nói lên được cái gì hết, nhưng mà em thấy anh cũng dễ thương hiền, nhưng bấm nút hay không không quan trọng. Em nghĩ tình yêu thì cũng xuất phát từ tình bạn, thì mình bắt đầu từ những cái bước đầu tiên nhất. Ok, mai mốt lên tôi gặp một tháng nữa nha, dạy cho khóa nha. Chán ổng ghê vậy. Rồi chúng ta chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi mời hai bạn. Hai bạn phải nói là những con người rất là chân chất. Vấn đề chỗ là chúng ta không có dám nói lên những cái suy nghĩ của mình, mà trong tình yêu cứ ngồi nhìn nhau hoài thì đúng ra cũng không thể hiện được gì hết. Đó là cái điểm yếu nhất của mình. Và nếu như cứ thế mãi thì chắc chắn ta sẽ khó tìm được một người bạn cùng đồng hành với mình trên suốt cả chặng đường còn lại. Nữ, lý do tại sao bạn không bấm nút? Dạ tại vì cảm giác của anh tạo cho em á là tim em không có đập. Còn bạn trai? Cái em thì em dở về cái nó nói chuyện á, nên em không thể nào mà để tạo cái một cái gì đó cho để bạn để bấm nút. Thì vậy bạn không bấm rồi nút em luôn. Thấy em biết bạn không bấm rồi em không bấm luôn. Theo suy nghĩ của em cảm nhận được thì bạn sẽ không bấm nút nên. Ủa, mình phải có bản lĩnh của mình, đàn ông mà mình thích mình nói thích. Thí dụ như cuộc mình biết cô ấy không bấm nút nhưng mình vẫn cứ bấm. Đúng không? Nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Đoàn Thị Ánh Hồng, năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nhưng hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Và nghề nghiệp của em đó là giáo viên giảng dạy môn ngữ văn cấp 2 ạ. Trời ơi, cái giọng nghe nó ngọt, cái giọng nó mát, liệm luôn, nghe giống như một cơn mưa rào giữa cái mùa hè oi bức vậy. Ta giáo viên mà phải dạy mới dạy học viên được chứ. Mời bạn trai. Em tên Văn Dính, quê ở Huế, hiện đang công tác tại đài truyền thanh của huyện Nho Tiến, tỉnh Bình Dương. Tên gì bạn? Bạn tên dạ, gì? Lê Văn Dính ạ, tên Dính ạ. Dính chùm lại hả? Dạ dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ 35 tuổi ạ. 35, con số đẹp ha. Mời bạn nữ bên kia. Rất là duyên dáng, giọng rất là ngọt ngào. Anh nào mà nghe là coi như mật ngọt mà chết ruồi vậy đó. Mà không lẽ chưa có con ruồi nào chết sao em? Dạ.
chắc cũng chết nhiều lắm, cũng đập nhiều lắm rồi. Em cũng là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn nội trợ gia đình, biết đối nhân xử thế. Bên cạnh đó thì cũng có những cái nhược điểm, em thì không nói ngọt ngào và đưa rước được, cho nên những người mới tiếp xúc thì cảm thấy em rất là khó gần. Bạn nam mình đó nãy giờ nghe bạn nữ nói chuyện thì mình thấy khó gần hay dễ gần? Dạ thấy cũng được ạ. Xong được, quá được luôn chứ, nghe cái giọng thôi, nghe chữ dạ thôi nó đứt từng đoạn ruột luôn. Em ơi em dạ giùm anh nghe vài tiếng của em. Dạ. Đó. Đó. Tiếng nữa với em. Dạ. Đó. Thôi thôi. Tôi nói thiệt nha, tuổi trẻ mà nghe cái giọng này nữa, không muốn đi đâu nữa. Em á, thì bạn bè đồng nghiệp trong trường á, thì nói là suy nghĩ trong đầu óc của em thì rất là nhanh, nhưng mà ngược lại em đi rất là chậm, em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Em dẫn xe đi hả hay là em ngồi trên đó? Em đi chậm gì ạ? Chạy mà 20 km/h, trời đất ơi, em chạy thua xe đạp nữa em. Dạ. Dạ. Ơi, bạn có mấy mối tình rồi? Cách đây còn 2 năm á, thì cũng quen một cô bạn cũng làm giáo viên, mà dạy anh Văn. Bây giờ là hết rồi, người ta đi lấy chồng rồi. Ngữ Văn với anh Văn giống nhau không? Dạ, ngữ Văn khác anh Văn chứ. Khác làm sao? Dạ, Văn, ngữ Văn thì bên văn học, còn anh Văn thì bên tiếng Anh. Ủa mà nãy giờ hình như mình chưa có nghe khuyết điểm gì của bạn, ưu điểm dạ, gì của bạn. Ưu điểm thì em hát hay nè. Ồ. Em có tính rất thẳng thắn, làm thôi, không nói hứa. Mình hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên rồi. Mình làm trước khi mình nói, mà nói thì phải làm, còn đôi khi mình không nói mình làm mới hay, còn nói mà không làm là dở. Rồi, đúng rồi, anh nói anh phải làm được. Bây giờ anh hát tặng mọi người một bài hát thử coi anh nói mà anh có làm được hay không. Một tràng pháo tay. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đâu dàn vỡ. Sao em? Dạ anh hát rất là hay chị ạ. Giọng hát đó có làm sao xuyến em chưa? Dạ. Rồi, cái chuẩn người đàn ông em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, thì em muốn tìm một người chân thành. Quen em không chỉ đó là quen mình em, mà phải biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính bồn vặt. Khi quen một người á, thì trong mọi mối quan hệ em sẽ tôn trọng. Và con gái thì không nên sống thực dụng, nhưng con trai á thì phải biết điều một tí. Chứ em không thích cái kiểu người sống giàu đầu nổ xong mình quay rồi lại mượn tiền, là em không thích. Yeah. Nãy giờ anh nghe cô giảng bài chưa anh? Dạ có rồi mà, chắc bài thì anh nghe. Anh thuộc bài chưa? Dạ thuộc chút chút. Trước sau anh có như một không anh? Đừng có trước dạy sau khác, cô giáo em không có chịu. Dạ nói là như đinh đóng cột hay gì các bạn. Dạ, tự nhiên hôm nay nói chuyện với hai người này cái mình chậm lại đúng không? Dạ. Dạ. Từ từ mới chắc vậy. Chậm mà chắc. Dạ chậm mà chắc. Ok, em bên nhà gái là được rồi đó. Rồi ăn thua anh. Con trai cũng quá được chứ bộ. Rồi ok, hợp lý. Chỉ có cái chuyện băn khoăn là có nổ rồi mượn tiền sao không thôi. Ví dụ căng quá. Dạ. Rồi để hỏi coi. Chuẩn á, cặp này xứng đôi đó anh. Dạ. Em khỏe không? Dạ khỏe anh ạ. Trời, ngồi bên kia nghe cái giọng thôi. Qua đây muốn nghe nói hoài luôn, anh muốn nghe em nói hoài luôn vậy. Có lẽ là do cái tính cách và công việc của em thì nó thế rồi. Cũng phải thay đổi cho nó nhanh chút xíu em. Ví dụ em gặp người yêu, em đang đi gặp cái miễn trai em cứ anh ơi, tư coi chừng cái miễn trai là coi như ông xã em đạp mấy năm nay rồi. Do em cũng khi đi học sinh viên thì em học 4 năm đại học ở Đại học Huế, cho nên tính cách của con người ở Huế cũng rất là chậm rãi. Wow, Huế với Huế là gặp nhau là hợp. Quảng rồi. Bình mà Quảng Bình thì cũng trầm lặng lắm. Em nhưng làm một bài thơ nào nghe nó ngọt như cái giọng của em thử xem. Thì em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên cạnh cùng toàn thể quý vị anh, khán giả. Anh bên cạnh hả? Dạ, em chưa biết ai thì tạm thời nói anh bên cạnh anh. Là anh là chứ ai? Dạ.
tháng mười về nhắc mùa yêu còn bọ ngỏ. Mở lòng đi em, ngày tháng cũ qua rồi. Tháng mười này rồi em khẽ có đôi. Chiều cuối tuần bình yên và rất ấm. Buổi hẹn đầu tiên thời gian trôi thật chậm. Hai đứa rụt rè ngượng ngùng kể về nhau. Hẹn hò nhé anh để những hôm sau. Có một người chờ một người cuối phố. Những buổi chiều thu hai đứa bước cùng nhau. Hay quá đi. Tháng 10 rồi hẹn hò nhé anh. Em nay em có đi với người thân không? Dạ, để cùng cổ vũ cho tinh thần. Độc thân của em thì cũng có rất là nhiều người. Dạ, chào mọi người. Xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Em là bạn thân, cũng là đồng nghiệp của chị Hồng. Em thấy anh là một người rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Anh gây thiện cảm cho em từ lúc đầu. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh với chị Hồng mà có tiến tới tìm hiểu nhau á, thì em cũng mong là anh đàn ông bản lĩnh hay là che chở cho chị. Tại vì chị bên ngoài thì tỏ ra là rất là mạnh mẽ, độc lập, nhưng mà ở trong thì em biết là chị rất là mỏng manh, yếu đuối. Ủa nãy giờ em nghi anh này không phải đàn ông. Nếu mà hai người mà có mối quan hệ mà xa hơn á, thì anh sẽ hứa sẽ che chở giống như mà anh sẽ làm nói. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Rồi bây giờ cho hai bên xem mặt nhau đi, để xem có phải là người đàn ông chững chạc hay không. Chào anh. Anh có món quà. Dạ. À. Thì anh và em gặp đây nhau ở đây cũng là cái duyên, nhưng mà đến được với nhau hay không thì tùy ở anh và em. Còn nếu không được thì anh và em cũng là trở thành có thêm một người bạn, một người để giao lưu gặp gỡ. Rồi. Trong dạ. Cô vô thân bài luôn đi cô, có đâu mở bài đâu cô. Vô thân bài thì có ý chính đi cô. À, nếu mà mình mà tiến tới xa hơn thì em đợi khoảng bao nhiêu là em có thể lấy chồng được? Dạ, theo em quan điểm về tình cảm thì phải chân thành, và nếu tình yêu đủ lớn thì em tiến tới hôn nhân. À, rồi. Hỏi cô bạn trai thích đẻ con trai, thích đẻ con gái, hỏi luôn đi. Chứ thường đàn ông á, ở miền Trung là thích đẻ con trai, mình đẻ hoài không được, nó kỳ lắm á. Dạ, trai gái thì nói chung ai cũng muốn có con trai, nhưng thấy mà... chưa, thấy chưa, cũng muốn có con trai thấy chưa. Không có nhiều ông bắt vợ đẻ hoài, đẻ khi nào ra con trai thì thôi. Dạ, anh Nguyễn Linh giờ mình cũng hiện đại rồi, và lại mình làm việc thì giờ quy định có hai người à. Ừ. Giờ muốn cũng đâu có được, muốn đẻ nhiều đâu có nhất được. Quyết phải đẻ con trai, muốn đâu, trai đâu có con trai con gái gì cũng được á. Chuyện con cái thì để tính sau đi anh. Không phải tính luôn giờ chứ. Người ta phải chậm mà chắc anh ơi. Buổi gặp em đầu tiên thì anh cảm nhận em như thế nào? Nói chung về ngoại hình thì em cũng ok. Nói chung ok là sao anh? Ừ. Mình dùng tiếng Việt đi anh nha, cô dạy ngữ văn. Em có mái tóc y như trong cảm nghĩ anh, thích một người có mái tóc dài. Khuôn mặt em thì rất là xinh, cách nói chuyện rất hay nữa. Cho nên anh cũng mong em là nếu mà chúng ta có một cái buổi hẹn hò riêng thì anh sẽ làm cho những cái điều mà nói chung em cảm thấy hài lòng thôi. Là điều gì hài lòng nói thử dạ, nghe thì coi. Trời. Mình sẽ cái đó là giấu chuyện thường. Giấu chi trời, nói luôn đi không được, người ta phụ, người ta góp ý vô cho. Dạ. Nhau hồ dầu tiếng á. Dạ thì có thể là lên hồ dầu tiếng chơi. Thấy chưa? Dạ. Thế này nè, em kiếm một bài thơ về tình yêu nào, em nhìn thẳng vào mắt anh ấy đọc, sau đó em cảm nhận tình yêu thế nào, và em nói một câu hết sức là lãng mạn ha. Dạ, câu dạ. gì đó để cô đồng ý bấm nút. Dạ. Buổi gặp này mình hẹn hò nhé anh, hãy dắt em qua quãng thời gian trống trải. Hết. Ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Rồi em làm lại hai câu được không? Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Anh sẽ hẹn em tại hồ dầu tiếng để hai chúng mình nói tiếng yêu nhau. Chuẩn bị 3 2. Sự ngơ ngác quá vậy.
thầy cô mình nắm tay nhau được. Đúng rồi, được rồi đó, nắm đi. Phải đi nhanh, nhanh chút xíu nữa. Cô cảm nhận như thế nào? Dạ, được nắm tay ạ. Dạ, được nắm tay, nhưng mà cảm nhận, cảm giác trong người mình như thế nào? Trái tim mình nó rúng rính, rung rinh gì chưa? Dạ, hồi hộp chị ạ. Nhẹ nhàng, anh nắm bàn tay. Nhẹ nhàng, anh thấy nó rây rây trong lòng. Mời nhà trai. Đây, chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ, em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ, em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Dạ. Sài Gòn. Quận mấy Thịnh? Dạ, em ở làm, em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ, em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Dạ, và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn, anh đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay quá, cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa, may vá. Rồi, rất giỏi. Dạ, còn về điểm yếu, dạ, đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. À, cái tính cầu toàn nữa ha. Dạ, em cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ, ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ mình vô khác với em. Được, không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xét tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Như dạ. Vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ, tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Ừ. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai giờ tôi ông nói sao? Giờ thằng trai tôi gì? Vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị á còn vương bụi phấn, mà phấn càng ngày càng dày lên. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Yeah. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai tôi được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ em mời anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời coi. Bụi trần tương đương với bụi phấn nè. À, trước khi hôm qua anh gặp đàn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào,
mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mà mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha. Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Nhỏ nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh có mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Dì Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương. Có duyên, cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu không có biết hết rồi. Nhiều khi qua sớm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với ừ, nhau đó. Mà. Ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Rồi. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Ờ sô cô la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị về vật chất lắm nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để okay. Anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi okay, ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng nó tím riệm qua xin. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này vậy trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng với mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ.
Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, rất là gần. Thở ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy thì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bắt đầu quan điểm giữa hai người á, thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước, để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn, dạ, bạn rất đồng ý với cái cách đó của em. Vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi, mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ, hoặc là mình lấy tiền đi đi shopping. Đúng rồi, đó, vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thật sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch trích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình, em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tân làm gì Tân? Dạ, em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi, còn mình giới thiệu về mình đi. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Hồng Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đã ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc, con đến từ Nha Trang, năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do, vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ, hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con, đang mở spa. À, spa, rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào vậy em? Dạ, em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc? Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết kho mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn, ăn được. Ăn dưa leo, cà chua, ớt, cắn được. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Vậy là không ăn thịt mỡ luôn? Không ăn thịt mỡ. Hàng chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác.
Mà còn nhà mình gái có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. À, điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con nó độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, à, anh Giai bên đấy có nghe không? Nghe rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Em trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á, mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi, chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng, về sau cái khoảng cách nó xa quá em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng, nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa, mấy cả bạn ấy cũng không có. Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi, là mối tình đầu là xong. Và cách đây cũng khoảng là tầm 7-8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không sâu đậm, không hợp với nó, mình. Nó dạ. Không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con cần là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. À, mở thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Ừ, chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm, cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả? Em ở đâu? Ở Moscow hay là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn. Chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành, chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng, em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi, trời ơi, phụ nữ đừng là từ quá, đó nữa. Đừng cao quá, cao quá em không thích. Còn cái gu thẩm mỹ thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có tề xòa quá. Mình cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng hở quá, đừng hở quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi. Mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao, nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm. Bởi cái giọng á, tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á, là mặt cũng tròn tròn. Người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời. Gái dễ thương nha. Thấy chưa, chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích người đàn ông của con có thể là nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Trời, chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn. Nhiều cái vui nhắc hoài, tập vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi mà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trẻ đẹp gặp nhau đúng rồi. Ha, đẹp có mặt. Không. Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Ánh diện liền, ưỡn ngực liền. Nè con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Ừ, đó.
nếu được thì bấm nút vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi, khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Đi luôn hả? Vâng. Dạ cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cây xương rồng này nó cứng cáp và nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được đấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Lấy em nói là ý em muốn gửi bạn gái như vậy ạ. Ý bạn gái làm... để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng ý muốn làm cái hàng rào của anh em. Cái này em cấm quà để tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang. À, trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi, hai đứa ngồi bắt đầu nào, giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì về anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Quyền Linh nhìn con. Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con. Còn chú không biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Thấy đẹp trai không? Ờ, dạ, cái đẹp, trái tim quá nó đẹp. Có trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Không phải cũng xinh mà cũng có quá xinh. Có giống như cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá. Trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đấy. Anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy, thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn. Chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc chẳng hạn này. Anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng thích yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì nhưng... ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê, nhưng mà anh thích ở sống ở Sài Gòn. Anh thích hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với Nam Định. Con là người Nam thật sự, nhưng mà năm nào con cũng về Bắc ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây. Năm nào cũng về và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách anh 30 cây. Năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rửa 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn. Và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu là phải chứ không rửa chén đó. Rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ. Là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, Tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau? À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy. Dạ. Đấy cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi. Không? Ừ. Dạ. Em dạ biết. Cũng biết nấu ăn à?
Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À, đó, câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, vậy trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó, không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau. Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú à. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép hộ thơm mặn má không? Ừ. Đó, thơm và mặn. Đấy, trai hàng nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi. Chúc hai đứa mau có tin vui nha. Dạ. Con chào cô. Rồi, chào gái đi trước đi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Oh. Chào đồng chí. Rồi, em hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Bùi Thị Quế. Quê em ở đâu? 26 tuổi. Quê gốc thì ở Nghệ An chị. Còn gia đình hiện tại đang ở Gia Lai. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. À. Gốc ở Nghệ An hả? Dạ. Ở, giờ ở Gia Lai, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nửa lấy chồng về Biên Hòa. Nói vậy để thấy có sự liên quan bên đây, hình như ở Biên Hòa đúng không? Dạ em chào anh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em là Tăng Văn Thủy, quê ở Thanh Hóa. Em sinh năm 89, em đang làm việc tại sân bay Biên Hòa. Thấy chưa? Nhìn là biết làm sân bay Biên Hòa rồi. Sao anh biết hay vậy anh Linh? Đồng phục của các đồng chí không quân hả? Dạ vâng. Rồi em nói cụ thể về công việc của mình em. Dạ em hiện tại là kỹ thuật trưởng chuyên ngành vũ khí hàng không ạ. Vũ khí hàng không? Dạ. Vũ khí hàng không nó khác với vũ khí mặt đất như thế nào em? Vũ khí ở trên không thì có rất nhiều loại, cũng như bom, tên lửa, rocket, pháo. Mình ở gần kho bom không? Dạ, hiện tại trên ngành vũ khí em thì bao gồm cả kho bom. À, có kho bom. Thông báo nha, có kho bom. Em nghe nãy giờ em có sợ không em? Dạ, cũng một chút rồi chị. Sợ gì em? Tại vì chưa được chơi với bom bao giờ, không biết nó sao. Trời ơi, em thích chơi với bom luôn hả? Dạ. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Em nói về cái điểm yếu của em trước ạ. Em rất là nóng tính, giống như là bố em vậy đó. Có những cái vấn đề nó rất là nhỏ, nhưng mà em không vừa lòng thì em có thể làm cho nó trở nên căng thẳng hơn. Hơi căng à nha. Tật xấu nữa là thức rất là khuya. Thức khuya làm gì? Dạ, lướt Facebook đó chị. Trời đất ơi. Dạ. Tại nguyên ngày đi làm đâu được lên Facebook đâu. Dạ, tối về xem tình hình dân tình nó như thế nào. Mai mốt bạn về sẽ lướt Facebook xem tình hình không quân Nguyên Hòa thế nào. Còn điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng khá là hòa đồng, dễ dàng làm quen với mọi người và thoải mái trong giao tiếp. Một người con gái năng động ha. Dạ. Thôi mời bạn Thủy.
thế mạnh, thế yếu của mình là gì? Nếu mà em đọc ra thì cũng nhiều nhiều ấy. Thầu đọc thử coi. Dạ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội, bạn bè trong đơn vị tin yêu quý mến. Có điểm yếu nào không? Em không thích về tin học, điện tử liên quan máy tính, cũng không yêu thể thao lắm. Nhưng mà em chơi, có thể chơi thể thao được, bơi cũng khá tốt ạ. Nhưng mà không thích thể thao? Dạ. Yeah. Thì là em sử dụng Facebook là yếu luôn đúng không? Dạ, cái đó cũng rảnh. Thay vì yếu điểm của em thì em thích là làm việc nhà nhiều hơn, thích dọn dẹp hoặc là nấu nướng nhiều hơn. Nấu nướng được luôn hả? Được chứ, các đồng chí này thì được huấn luyện qua môi trường quân đội á, thì anh nghĩ rằng là rất là chín chắn. Tình trường của em sao Thủy? Dạ, hiện tại em cũng trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình chính thức đầu tiên ấy, thì mối tình trời đánh á. Trời đánh là sao em? Mối tình trời đánh trời. Mối tình xe đánh. Xe đánh. Trời ơi, xét đánh. Được. Kiểu như lúc đó là hai người cũng thích nhau chớp thoáng qua thôi, cũng không nói gì cả, tự ai điền đấy. Mối tình trời đánh nó lẹo ha. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình em quen ở như trường Nha Trang, là bạn ở Sài Gòn còn em ở như Nha Trang. Khoảng giữa năm 2 thì em có vào trong Sài Gòn, tức là cả năm mình về nhà có một lần, được nghỉ phép một lần. Là lúc bấy giờ bạn cũng nghỉ hè, bạn ở trọ một mình, em cũng vào ở như thế 15 ngày. Nhưng mà nói thì cũng hơi khó. Không người tin, nhưng mà thật ra bạn em cũng không có hứa làm gì cả. Không có làm gì hết. Dạ. Sao ở chơi lâu vậy mà không làm gì? Dạ, lúc bấy giờ em nghĩ là nếu mà chưa thành vợ chồng ấy, mình mà lỡ làm gì người ta sao mà có vấn đề này này kia, rồi là mình khó nghĩ ấy. Để khổ người ta mình cũng thấy tội. Không? Rồi bây giờ nếu như làm quen được cô này rồi có làm gì cô không? Dạ, trường hợp của là vợ thì có thể. Cô gái này rung rồi. Bình tĩnh, em chị đang ở bên cạnh em. Dạ. Không có gì lo hết. Dạ, sau khi nghe chia sẻ của anh Thủy thì em thấy có những cái mà đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi. Vậy hả? Cái nào hợp? Cái nào hợp? Bớt run rồi chị. Cái nào hợp là em? Nấu ăn, làm việc nhà. Còn cái vụ mà không có làm gì hết thì em thấy hợp không? Dạ hợp chị. Hợp luôn hả? Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào hả em? Về ngoại hình, không mập, không ốm, không hói. Không mập thì là có, không ốm cũng có, không có hói. Được. Cao thì khoảng 1m7 trở lên. Cao nhiêu? Thủy ơi. 1m8. Sao ở dưới mấy anh cười dữ vậy? Không, quân chắc cao ạ. Trời. Rồi gì nữa em? Về tính cách chị ạ. Em muốn tìm một người mà hội tụ các yếu tố như là yêu, hiểu và chia sẻ. Nếu như mà đã yêu nhau rồi mà không có chia sẻ cho nhau thì đó là một điều thiệt thòi cho cả hai bên. Dạ. Ba mẹ em có dặn dò gì không? Dạ có ạ. Tuổi thì hơn em khoảng từ 1 đến 7 tuổi. Có, hơn nhau 2 tuổi. Được. Vậy hợp rồi. Nãy giờ em nhắc đến ba em rất là nhiều. Thế ba em làm nghề gì? Trước đây thì bố em có đi bộ đội. Nhưng mà sau chuyện từ Nghệ An vào Gia Lai thì bố lui về phía sau để nhường cho mẹ em đi làm công tác xã hội. Ồ, chuẩn người của bạn trai là như thế nào Thủy ơi? Em cũng không có hình mẫu gì cả, mà em thấy là bạn dễ nhìn là được, cũng không cần cao mà cũng không cần xinh lắm. Đơn giản vậy thôi. Dạ vâng. Đến qua anh xem đằng gái như thế nào. Xin chào em. Chào xinh anh nha. Dạ. Chắc dư chuẩn bên kia rồi phải không? Chuẩn. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Tính gia trưởng. Có không Thủy? Em cũng không có tính đó. Gì nữa em? Ghen tuông vô cớ ấy ạ. Có ghen không Thủy? Dạ có chứ anh. Ghen. Có ghen. Bên đó ghen là mệt lắm đó. Nhưng không vô cớ. Ghen là bom mà. Bom như đạn. Là gì nữa? Em thấy như vậy là được rồi. Em nhìn mấy thấy anh không quân ngồi dưới đẹp trai không? Dạ nãy em lên là ngợp lắm rồi ạ. Ngợp lắm. Nay đàn trai hoành tráng quá. Hoành tráng quá. Để được rồi Thủy. Dạ. Anh thấy ổn ấy. Trời. Lỏng khổng vậy cưng. Mới vô hơi ốm. Mấy anh nó ép quá không cho ăn uống hả? Lý do chính là em người miền Bắc thì vào trong này em cũng không ăn được thực phẩm trong mình. À chưa ăn thực phẩm, chưa quen. Chưa quen. Nữa là em chắc lắm á. Không có thích ăn thịt nhiều. Sao thấy ốm yếu quá vậy? Chắc lắm à. Có sức khỏe không? Dạ cũng tương đối. Phải đi anh này cái chứ đi hùng hậu quá hết đất cưng. Mai lên biên hòa biết nha cưng. Dạ, em khởi động 10 cái. Khởi động thôi đó nha. Hay quá. 3 4 ốm thì không hề yếu. 6 7 cái thứ 11 ụp mặt luôn. Hay quá. Trời ơi, ơi. Thấy chưa? Được. Cho hỏi một câu cuối là về nè. Bây giờ bên đây cổ không thích nấu ăn bếp núc lắm thì em có hỗ trợ làm cho cổ luôn được không?
Dạ cái đấy thì em thích làm. Cổ ăn thôi, cổ khỏi nấu. Có khả năng cũng phải phụ giúp em một chút thôi. Bạn vào xem TV hay bạn ngồi lướt Facebook mà em nấu cơm. Hình ảnh nó khó coi lắm ha. Dạ. À, được rồi. Bắt đầu mình gặp gỡ hai bên đi nha. Mình gặp đàn gái trước đi. Nguyên đàn gái trung, hôm nay mình trung đi với ai cơ? À. Dạ, em đi có mẹ gì. Vâng, xin chào hai MC dễ thương. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Với bố mẹ thì Quế lúc nào là một đứa con hoàn thiện. Nữ công gia chánh cũng biết hết. Giỏi. Nói là nóng nhưng mà không phải nóng đâu. Nhưng mà con gái giống bố là chỗ là làm gì của nguyên tắc. Tính là làm, mà làm đến nơi đến chốn. Về bạn trai ấy, cũng được. Người Thanh Hóa tức là cùng miền Trung thì dễ hiểu cho nhau. Khi mà đã xác định đến với nhau thì cũng nên tạo điều kiện hiểu cho hoàn cảnh của nhau, công việc của nhau. Hai con nên cho nhau cơ hội. Dạ. Bạn trai bố chào thì... bác gái đi em. Thủy. Dạ, con chào cô. Thứ nhất là hôm nay đến đây mới đầu thì bọn con cũng lên đây chủ yếu là cũng mới biết được về cái phần cứng của nhau thôi. Phần cứng ở đây là về cái quê quán, gốc gác, phần không thay đổi tên tuổi rồi. Phần mềm chút biết. Dạ, phần mềm là cái suy nghĩ, tư tưởng, tính cách. Mong cô là ủng hộ con và cho con cơ hội để làm quen với bạn. Cho hỏi con ở Thanh Hóa ở huyện nào ạ? Dạ con ở Hậu Lộc ạ. Cảm ơn con. Rồi mời đàn trai. Con xin kính chào hai MC. Xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Minh Bình. Hôm nay rất vui được dự cái số đầu tiên mà liên quan đến bộ đội. Ở đây là một cái dịp rất là hay để tìm hiểu giao lưu cũng như là để các bạn kẻ có cái cơ hội đến với nhau. Và đặc biệt là người lính. Dạ. Mải mê cầm súng quên mất hết cả tình cảm. Thì bộ đội thì có thể toát lên cái đầu tiên là trông rất là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc. Đồng chí nào trải qua cái quá trình rèn luyện thì cũng đều thấy cả. Bộ đội là bởi vì sống là toàn con trai với nhau cả. Cũng rất dễ hòa đồng và cái tình cảm sống ở chân thành. Thế còn riêng chỗ đồng chí Thủy thì một đồng chí là bên vũ khí. Thực ra vũ khí không có nghĩa là mình chỉ ở trang bị cho máy bay để đi chiến đấu. Nếu chúng ta đòi hỏi cái tính chất nó phải cẩn thận, tỉ mỉ. Nên đây là một trong những cái yêu cầu rất là cao. Thì cái này cũng rất cần thiết cho gia đình sau này. Anh nhận xét về cô bạn gái này như thế nào anh? Nếu mà nhận xét thì chỉ nói nếu như tôi mà trường hợp chị Thủy cách đây 10 năm thì chắc là tôi không có ý kiến gì cả. Dạ. Nhất trí 100%. Rất là cá tính, rất là vui vẻ. Mà đó là hình mẫu này thì có nghĩa là rất là tuyệt vời. Dạ, mình đơn vị đi đông quá, đám cưới có hỗ trợ gì không anh? Đám cưới đi ngoài cái chuyện tình cảm anh em lỡ ra thì đơn vị có cả mấy cả bao nhiêu cái xe. Dạ. Nếu mà đám cưới rất là hoành tráng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mời anh. Xin cảm ơn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cả Tường. Dạ. Em là Phong, anh họ của Thủy. Thì cũng nói thêm là về gia đình Thủy là bố mất sớm, cho nên là cũng tự lập từ nhỏ. Thứ ba qua bạn gái bên này là tính cách là về rất hợp với nhau. Thủy thì tính thật thà, hiền. Và bạn ấy nóng tính thì không phải lo chuyện đấy bởi vì là rất là hiền. Thứ hai nữa là thích nấu ăn. Cho nên là bạn không thích nấu ăn thì không lo bởi vì Thủy nó phải dành cho việc nấu ăn ở đấy. Dạ. Lúc đấy cho mình thấy là rất là hợp nhau rồi. Rồi, dạ. Cảm ơn anh. Yên tâm nha em nhé. Kéo màn. Bắt đầu. Trời ơi. Em nhờ có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh. Sau khi kéo bức màn lên thì thấy bạn là một khá xinh thái. Dạ em cảm ơn ạ. Thấy bạn chia sẻ là cũng nóng tính. Mình thích người nóng tính một chút. Nhìn đâu dưới đó vậy? Nhìn đây nè, nhìn bạn gái ta xinh muốn chết, nhìn đâu dưới hoài vậy? Anh nhìn em có gì lo lắng sợ hãi sao mà anh cứ cầu cứu đồng đội vậy ạ? Tại vì mình cũng tính hay ngại lắm. Anh với em nha, cho nó tình cảm. Vâng. Mình anh, trời ơi. Anh có thể hỏi em một câu được không? Dạ anh hỏi mấy câu cũng được anh. Dạ. Em suy nghĩ về vấn đề một chút hai quê. Đi lại rồi thăm nom gia đình. Đôi khi là phép của mình đi cũng có giới hạn. Công việc của bạn mà đôi khi là nghĩ nhiều cũng không có tốt. Vậy em hỏi ngược lại anh nha. Anh có sẵn sàng chia sẻ với em khi mà cái vấn đề đó tới không? Vấn đề đang nói. Dạ đúng. Cái đó mình đặt ra câu hỏi với bạn là mình. Bạn nữa. Anh đã suy nghĩ đến vấn đề đó rồi. Quê em gốc là Nghệ An, nhưng mà bố mẹ và họ hàng thì hầu hết ở Gia Lai rồi. Ngày nghỉ tuần ấy, rảnh mình về thăm ngoại, còn nghỉ dài ngày mình về thăm nội. Nghe cái đó hợp lý rồi. Dạ. Yêu nhau nè, là hẹn hò bạn sao? Bạn đang ở dưới Sài Gòn. Dạ em ở quận Thủ Đức. Gần mà. Gần mà.
Trước khi mà em chuyển về Sài Gòn ấy thì em làm việc ở Vincom Biên Hòa ấy, cũng gần chỗ sân bay của mình. Dạ. Mình sợ xuống nhiều bạn ghét nên là khả năng tuần xuống 3 lần thôi. Được rồi em. Dạ, anh xuống trong tuần thì báo trước là được ạ, còn cuối tuần không sao cả. Anh có thích đi xem phim trong rạp không? À, cũng có được đi một lần nhưng mà có thích. Em không có thích. Không thích ạ. Tại vì á, nếu như mà xem phim á rất là tốn thời gian. Một bộ phim tới gần 2 tiếng, mình đã là không có thời gian cho nhau rồi thì dành 2 tiếng đó vào việc khác để trò chuyện với nhau thì chắc tốt hơn là đi coi phim. Chị thì em thích trò chuyện ở đâu? Chỗ nào sáng á chị? Trò chuyện ở đâu em? Cũng nhiều chỗ. Có thể là đưa bạn vào trong trung đoàn chơi. Thôi, hẹn gì trung đoàn. Đừng có nói tôi là hàng ngày hẹn đầu tiên dẫn vô kho bom nha. Dạ không có. Nói chung là mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng không có đi nhiều, cũng ít đi. Nên là có gì bạn hướng dẫn cụ thể mình. Bạn nói sao mình nghe vậy? Em nói sao anh nghe vậy? Em gái yên tâm đi, anh đâu có làm gì đâu. Anh không làm gì hết á. 15 ngày đó em. Bây giờ tính tới chuyện kế hoạch hôn nhân rồi con cái sau này đi. Em thì mẹ cũng dục nhiều. Về tinh thần thì em cũng chuẩn bị rồi. Nhưng mà về điều kiện kinh tế thì em cũng chưa có tốt lắm. Khoảng 5 rưỡi 2 năm nữa vừa. Đấy, mục tiêu của em cũng là 3 năm nữa. Hơi dài ha. Dạ, còn về con gái thì em thì cũng thích hai con thôi. Em thích con gái không thích con trai. À, sao vậy anh? Quý mấy đứa nhỏ cháu nhà toàn con gái nhiều. Hằng ngày giống anh ở với con trai không hả? Thấy con trai quậy quá đó. Gái dễ thương lắm em ơi. Anh còn gì cứ hỏi ạ. Anh hỏi bao nhiêu câu thì em sẽ hỏi lại bấy nhiêu câu, không sao đâu. Quan điểm tình yêu hai người như thế nào? Nói chung là sao em nhìn ở đâu không? Em không nhìn cổ vậy trời. Ngại mà nhát. Mà xưa giờ ta huấn luyện trong môi trường quân đội cơ mà, ít có tiếp xúc với phụ nữ đẹp thế này á. Anh hiểu mà. Thôi giờ vậy đi, đứng lên. Xin thủ trưởng cho hai người nắm tay cơ. Không, đứng quay mặt vô nhau. Rồi nắm hai tay luôn. Rồi bây giờ nha, mình nhìn nhau trong vòng 30 giây để cảm nhận. Bắt đầu. 30 giây bắt đầu nha anh. Thủy nói gì đi Thủy. Mình gặp bạn thì cũng thấy bạn xinh gái, dễ thương. Có chút tình cảm cũng quý bạn. Dạ. Bạn hoài thì hy vọng là anh muốn cầm tay anh đúng không? Em thấy cứ sắp sát vô không à. Anh cầm tay anh cho đỡ run. Run quá nè. Rồi nắm tay bạn đi. Hát một bài hát mà anh nghĩ rằng là em hay hát trong môi trường quân đội đó. Dạ. Mạnh mẽ lên nào Thủy. Em xin phép hát một đoạn trong bài Nhánh Lan Rừng. Rồi nhìn bạn gái hát chưa? Anh hát tặng em bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi trên nụ cười trên đôi môi của anh. Hay. Hay rung quá, rung quá. Nhưng mà giọng rất là đúng hay rồi. Rất là ấm áp, rất là truyền không cảm. Không hiểu sao mà ngồi xuống đường rồi đó, ngồi xuống cho bình tĩnh thôi. Em cảm nhận nghe giọng hát của anh như thế nào? Phụ nữ đẹp sao rung dữ vậy? Em thấy anh hát hay. Hay. Dạ, cũng là bài hát mà bố em rất là thích vậy. Ồ vậy hả? Thì em muốn hỏi anh Thụy một câu. Dạ. Anh có ngại không khi mà em có rất là nhiều bạn thân khác giới hoạt động tình nguyện ấy, nên là có thể ăn chung, ngủ chung, hoạt động chung với nhau. Ngủ chung nữa hả? Ngủ chung tập thể anh. Nói chung nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà tập thể mà đi tập thể thì cũng chả có vấn đề gì là một. Cái thứ hai nữa là cái đó là cái sở thích của bạn thì bạn cũng có thể đi. Em anh. Yeah. Anh cũng vấn đề đó anh suy nghĩ cũng thoáng lắm. Có cái gì đó mà nó cảm giác như anh không vừa lòng thì anh sẽ nói xem, nếu mà rút kinh nghiệm được hoặc là nghe được thì em không nghe được nữa thì cũng thôi kệ, anh cũng không có ý nữa là sao có thế mà đi. Yeah. Được. Chỉ cần anh sẵn sàng chia sẻ cho em biết cái suy nghĩ của anh, cái quan điểm của anh để cả hai cùng hiểu nhau hơn là được, cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu. Dạ. Chỉ hỏi khó em vậy thôi nhưng em trả lời rất là tuyệt vời. Cô ấy không có đi đâu, quen em rồi thì ở nhà chơi với em thôi nha. Thôi mình nói một câu gì đi, cảm nhận của bạn như thế nào với bạn gái sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em cũng thấy rung nhiều lắm. Hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về tất cả mọi thứ của anh. Ghê chứ, sẽ hiểu hơn tất cả
mọi thứ về anh, phần cứng lẫn phần mềm. Và bây giờ sau những phút chúng ta trò chuyện với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm rất chuẩn xác và rất đồng bộ. Lắng nghe cái tiếng bấm này hai bên cùng một lúc, không có chênh nhau một chút đúng nào. Đúng rồi, cùng nhịp. Rất hay. Hãy nắm tay nhau nào các bạn. Nắm tay đi. Hôn nhau đi. Dạ không. Nè cho. Nè cho không nè. Tay bây giờ lên trên. Đó mẹ nói mạnh dạn lên kìa. Dạ, thế con xin phép cô. Nó phải vậy chứ đúng không em? Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Viettel gửi tặng cho hai bạn hai chiếc điện thoại với kết nối 4G trị giá 2,2 triệu đã có cài đặt ứng dụng Mocha. Khi sử dụng ứng dụng Mocha, các bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Và hai bạn nhớ hay liên lạc với nhau thường xuyên nha. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu giữ mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết.
Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện người thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á, thế em thành ra em chán, em muốn quen một người đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi, nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau rồi đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đấy, nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông là phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên rồi, nhà quên. Trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Dạ, con xin chào chú Quang Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô hả chú? Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn. Xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà... của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha, có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em.
bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu, tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? Ở đâu cũng được, vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? Dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen dạ. Rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. Vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn. Đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài lượt. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu, thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là ba mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền, nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ như đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có... Rồi nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu lắm. Mình làm ở đâu?
ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh, con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh? Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng rồi. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp, chia tay. Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chia tay tháng. Vì vô tâm, quen nhau một tháng đó. Quá trời lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á, thì là em quen được một người trong một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật cho nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất, chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên? Không, không phải là mối tình đầu tiên, mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi, thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết đúng nhận rồi. Ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non choẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Đi chàng chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể. Giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa.
Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi. Sếp rồi. Em xin chào chú Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin dạ. Chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Woo! 'Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn dạ. Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương gái hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á, chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi rồi thôi mày còn thích gái không, mày thích trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính đó. Em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích rồi. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều như anh? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh nó sẽ người sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Yeah. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì không, em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh.
mình không chủ động kiểu sổ sàng được, em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng, nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ vậy thì em sẽ tới, nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Ôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi? Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ, nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta. Rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm. Mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì. Đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em. Thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương, mà tổn thương mà trái tim á, thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á. Tại vì thật sự tuy là em không bấm, nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không, thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu. Em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ, và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, rồi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm. Hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi, thôi. Nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không?
Anh có ngại điều đó không? Em ngại. Ha? Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Ê. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, wow. Wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow, 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 wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu son chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi, chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được, nên là không có hàng đưa lên đây. Mời anh lên ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, nước không dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Tháng dừa gì kỳ quá, phải có nói chung dừa. Là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính á. Nóng tính. Bên kia nóng, bên này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, như mình phải nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên, và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh. Thì nó gặp đôi chút khó khăn, thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả. Cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. Tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình.
Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời qua ơi, chê đàn trai, đẹp có quyền ơi. Đúng, đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đất hết, đi hết, anh, hít đất đi. Hít đi đây đó, đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào, hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chân thôi. Được, được. Được, được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu, ở 7 điểm trở lên đấy chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi cô thơm không như thế này, chưa biết nha. Sao, có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Ờ, còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ, cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như là làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây làm sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quỳnh Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này rồi, ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Dạng cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Sao em? Trời ơi. Anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có. Em cũng có món quà tặng anh. Anh của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì là đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. À,
Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch thơm không. Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi, sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng vòng vòng, em đi. Em đi vòng vòng luôn. Đó, em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không, không không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy, cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Để thơm chán đi anh. Thơm chán. Thơm chán tức là hôn con, em hiểu không? Có. Mẹ hôn mẹ, hôn mẹ. Nó kêu nghe cái chốc luôn nha. Năm. Xin mời bạn nữ. Xin chào. Rồi, em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ, em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ, gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? Nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ, hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ, em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được.
Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Làm mới giống như bằng kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ gì dạ, đó, dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ, khuyết điểm của em thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Ờ, đúng rồi. Ờ, không sao cả. Dạ, khi mà ngủ em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? À, em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn, hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn, là vị trí em nằm ban đầu đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi, khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ, yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được. Nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi là mình là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi. Sao vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng sang như thường cũng anh. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Ủa, quăng của đệ đó. À, rất là dễ thương. Tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập tới ạ. Anh, nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là 6 mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có hơi em trai? Em không thích là em không nói luôn. À, im luôn đúng không? Thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói hói tí, hói. Hói mắt mới gì em thích. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á, tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đồ tường thì em không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tửu lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Vậy uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình là trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? Cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy. Cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc rồi này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ 7, chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không?
Dạ, con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ, bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nói chung ban ngày việc ai nấy làm, miễn dạ. sao tối ngủ chung là được, đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó, thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy là đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. À, có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi, chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con, tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Em chào. Lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi, tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Thế nhiều anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi 2-3 bữa thì chóng rồi anh đi về, thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, 2, 1. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. À anh, dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai rồi. Bạn đây, những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Liên Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Và đây, chương trình xin gửi tặng các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc mừng.
những cái nụ cười đó, những cái niềm vui, những hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của chúng tôi, những niềm vui của chúng tôi đó. Thế em thêm hơn ghê luôn á, thiệt. Tại em, bà Mai, bà mối mà có tay chứ bộ, đúng không? Cũng mát tay đúng không? Cũng mát tay. À, hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục kết nối những cái cặp đôi họ đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời các câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ là phần quà may mắn dành cho khán giả tại trường quay. Khán giả sẽ nhận được một nồi cơm điện trị giá 350.000 đồng đến từ thương hiệu Akino nếu bốc thăm trúng thưởng trúng số của mình nha. Số rất đẹp, 39. 39 nào? 39 này có không? 3, 2, 1. Dạ mời, mời bạn tiến lên sân khấu. Chúc mừng bạn đã nhận được một phần thưởng là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Chúc mừng nha. Rồi, chúc mừng em. Ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật, 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Nam Thư và Phụ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Em có một cái tật xấu đó là em tắm rất là lâu ạ. Tắm lâu hả? Lâu là bao lâu? Là thích hói nè hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, cô này lạ quá anh Linh. Anh khoái cái vụ này rồi nha. Vừa thích hói vừa thích bụng bự. Chào em. Trời, anh ngưỡng mộ em dễ sợ luôn. À, thì ngày xưa lúc còn chưa có suy nghĩ chín chắn thì em phải bắt bạn nam em là một tuần phải đến thăm em 3 lần đến 4 lần. Nhưng mà sau này thì em suy nghĩ thì em cảm thấy rằng mình gặp nhiều hay không là do bản trái tim mình luôn hướng về nhau. Và mỗi lần gặp nhau thì phải chất lượng. Anh lúc nào cũng chất lượng. Chào đồng chí. Chào anh. Rồi, bên kia là chào đồng chí rồi đó. Đồng chí nhường bên đây trước nha. Mời em giới thiệu, em tên gì? À dạ, em xin gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả ở đây và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Và bạn nam ngồi bên kia bức rèm ạ. À, và em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Kỳ Duyên. Quê gốc em thì ở Quảng Trị. Em sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Và hiện tại thì em đang công tác tại Suối Tiên. Duyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 ạ. Em làm công tác gì ở Suối Tiên? À, hiện tại thì em đang làm bên phòng sale marketing. Và công việc đó là bộ phận điều hành du lịch ạ. Wow, điều hành du lịch. Một đi vô Suối Tiên khỏi tốn bé nha. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ xinh đẹp và toàn thể quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Văn Phúc, năm nay 25 tuổi. Hiện đang công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Em mang lon như thế là hai sao một gạch, trung quý đúng không? Dạ. Quê trung mình quý. Ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai chị. Vậy là hai người sát bên luôn, thuận lợi quá ha. Cụ thể công việc hiện nay em làm trong quân đội hiện là gì? Hiện tại bây giờ em đang làm trong quân đội là ngành nhân viên bản đồ. Dạ. Là coi bản đồ hay sao? Giữa năm và cuối năm thì mình sẽ chấp ghép các bản đồ và vẽ lên đấy các hình thức chiến đấu như thế. À, tức là vạch ra kế hoạch chiến đấu trên bản đồ đúng không? Dạ. Vậy thì bản đồ Đồng Nai em rành không? Dạ, thì cả nước luôn. Vậy là tìm nhà bằng kia hơi dễ đúng không? Dạ. Bữa nay vậy em chấm cái tọa độ, em vẽ cái tọa độ Suối Tiên rõ rõ là nhìn chị nha. Dạ. Rồi, Duyên em giới thiệu một xíu về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là thích nấu ăn và thích dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà em có một cái nhược điểm rất là khá nặng, đó là em hay hàu đậu và em chạy xe thì cũng hay bị té đó, cho nên em cũng lên chương trình để tìm tài xế. Wow. Lái xe được không? Dạ em lái mấy bánh được ạ. Mấy bánh cũng được luôn đúng dạ. Không? Quân đội mà lái xe chắc cũng chắc lắm. Là mình có cái tật xấu gì không? Dạ em có một cái tật xấu đó là em tắm rất là lâu ạ. Tắm lâu hả? Lâu là bao lâu? Dạ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút. Trời đất ơi. Con gái thì thường gội đầu, uống tóc rồi sữa tắm nữa. Mà em tắm là từng cái, có nghĩa là em gội đầu xong đợi khoảng 15 phút cho dầu gội thấm vào da đầu. Sau đó em xả nước xong rồi em ủ đợi thêm khoảng 15 phút nữa. Có nghĩa là từng cái cho em không có làm. Thôi mấy cái kia khỏi kể nha.
nhưng mà rồi cái lúc mà em ngồi trong đó rồi em đợi là em làm gì? Làm gì hỏi người ta, làm gì kệ người ta. Là mình bắt ghế vô phòng tắm ngồi luôn hả em hay sao? Dạ, em có trong phòng tắm nó có cái ghế chị là ngồi chỗ. Nhiều người ta ngủ trong bồn tắm luôn á. Có khi thì em đem cái điện thoại vô em coi chương trình bạn muốn hẹn hò trong phòng tắm. Wow. Trời ơi. Từ phía tiên mà về tới nhà trọ em thì cũng khoảng mất 1 tiếng hả. Thì về tới nhà khoảng 6 giờ là em tắm đến 7 giờ sau đó em mới nấu ăn. Mình nấu ăn bao lâu? Dạ, em nấu ăn rất là nhanh chị. À, khoảng nửa quá. Tiếng là xong. Tắm thì 1 tiếng chứ nấu ăn có nửa tiếng thôi vậy cũng được. Thôi giờ mình phải tranh thủ ăn nhanh nhanh lên á. Xong ăn uống xong cái 8 giờ rồi đi chơi. Tới mấy giờ về? Dạ em ít đi chơi chị. Bữa tối 2-4-6 thì em đi dạy thêm. Còn những ngày bình thường thì em tới trung tâm em dạy làm bánh. Ồ, em đi dạy thêm cái gì? 2-6 dạ, em dạy thêm môn hóa ạ. Lớp mấy? Dạ em dạy hóa cấp 2. À, dạy hóa cấp 2. Giỏi. Trời, cô giáo này giỏi quá. Anh lên đây anh kêu bữa nào dạy anh tắm tiếng mấy đồng hồ đó. Tắm tiếng mà trời nổi không? Em đi chỗ khác không tắm. Em đi chỗ khác không tắm. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Về điểm mạnh của em thì theo em nghĩ em là một người sống rất tình cảm, vui vẻ, nhiệt tình với công việc. Còn về khuyết điểm của em thì đôi lúc cũng hay nhút nhát với người khác giới. Nhút nhát với chị em phụ nữ ha. Dạ. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào? Em muốn quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình mà bạn nam bù bự. Cái gì em? Mẫu hình gì? Dạ. Bùng bự hả? Dạ đúng rồi. Chị ôi trời, chắc không có bùng bự đâu. Có người ngồi kế vào rồi bùng bự thôi. Dạ em thích xoa bụng bạn nam á chị. Da bạn nam thì ngâm, tại da em cũng ngâm mà ba bạn trắng thì ra đường nhìn nó khó coi lắm chị. Rồi em thích thêm một cái nữa là mông bạn nam cũng bự. Trời ơi, bên kia làm sao? Thích bụng bự, mông bự. Bạn bên đây bụng không được bự, mông cũng không bự. Còn gì nữa không? Vớt vát lại cái coi. Trời ơi, sao em tả cái gì mà nó không ấy, tả khuôn mặt đẹp vậy trai. Mặt mũi miệng, chiều cao, cân nặng. Ừ. Dạ, bạn nam thì hơn em một cái đầu, để nghĩ bóng và nghĩ đen á chị. Ừ. Dạ, gương mặt thì nhìn hiền, nhân từ là được. Em không có cần bạn nam phải quá đẹp trai ạ. Rồi. Dạ. Còn tính cách của bạn nam thì phải điềm đạm, hiền với vợ con nhưng mà ra đường thì phải có tiếng nói. Ừ. Khôn dễ sợ nhà rồi, nhà phải nghe lời vợ, ra ngoài thì mọi người phải nghe lời mà. Chồng đúng không? Qua cái bức màn nãy giờ thấy thí dụ cho em tưởng tượng để em hình dung cái anh bên kia như thế nào. Chị qua chị thì chương trình gọi em là hôm nay đi quay là nguyên đêm luôn, biết sao em ngủ không có được. 2 giờ thì em có ngủ được một xíu thì em mơ thấy một bạn nam mặc áo chú rể nhưng mà xui một cái là cái tích cơ nó dán vô cái mặt bạn nam luôn. Nhưng mà em thấy được là cái đầu bạn nam cũng hói nhưng mà cũng thích. Hả? Là thích hói nè hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi cô này lạ quá anh Linh. Anh khoái cái vụ này nè nha. Vừa thích hói vừa thích bụng bự. Chào em. Trời anh ngưỡng mộ em dễ sợ luôn. Hồi xưa giờ rất là nhiều người lên bạn quen hò, nó không thích ông bụng bự nè, không thích người mông bự nè, đặc biệt là không thích đầu hói. Mà em thích hết những điều đó, trời ơi mừng quá mừng em. Dù sao trên cõi đời thì vẫn còn những người con gái tuyệt vời như em. Cảm ơn em. Dạ. Thấy vậy đó hả? Hói hói. Tại sao em thích hói nè? Dạ hói nhìn thông minh. Đúng rồi, hói thông minh. Em dễ thương thiệt luôn á nha. Dạ. Trời ơi, em đẹp dễ thương quá thì ghét kìa. Anh bên đây cũng có hơi hói hói. Rồi hay quá, anh kết rồi đó. Dạ. Đàn trai chịu luôn rồi đó. Chịu luôn rồi hả? Nhưng được mà giờ đàn trai yêu cầu đặt ra tìm bạn gái như thế nào nè? Cao trên 1m54 là được. Ngon. Dạ. Bao luôn, gì nữa? Tóc dài, tóc ngắn cũng được ạ. Có tóc là được đúng không? Dạ, có tóc là được. Tính tình thì cũng hiền lành, thật thà, lễ phép với người lớn. Cô bên kia thật thà lắm, em nghĩ sao nói vậy thôi. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống chị Cát Tường là được ạ. Bạn hồi đó giờ lên chương trình bạn muốn hẹn hò, mẫu người lý tưởng là toàn lấy anh Quyền Linh ra không à. Đi qua coi anh này coi. À. Trời ơi, mắc cái mớ gì mà em nói giống chị, trời ơi chị thấy gớm. Dạ. Chị sắc sảo lắm. Chị dễ thương được gái. Ai cũng nói chị không dữ hết trơn á. Dữ ăn chịu. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi đẹp trai quá hả? Nay cặp này đẹp đẹp đôi dễ sợ luôn. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Xăm mình mà xăm nhiều quá. Tôi chưa hỏi mà tôi nhìn là tôi biết không có xăm. Dạ. Yên tâm. Được đó, cặp này được chị gả luôn nha. Cố gắng lên nha. Cảm ơn chị.
Được, cặp này hợp lý. Bây giờ em nay em có đi với người thân không? Hiện tại thì có hai người bạn cùng làm chung số tiên với em luôn ạ. Ồ, vậy hả? Dạ, em chào cả nhà, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Mình thấy cái anh bên đây rất là thân thiện và dễ thương. Nói chung là hợp với mỗi người của Duyên á. Duyên có cái sở thích là hơi bị quái dị tí, là khác với thêm của mình rất là nhiều. Là bụng bự á, thì cũng dễ về nuôi, ăn bụng bự. Đúng còn rồi. Còn bông to phải không? Rủ đi tập gym. Còn muốn mà hói á, kêu anh cạo. Cô bạn dễ thương đó. Nói chung là thấy là rất là dễ thương đó Duyên. Mình hy vọng là hai người có thể là tiến xa hơn sau buổi quy hình ngày hôm nay. Sao bữa nay toàn những người dễ thương không vậy ta? Bạn trai ai sẽ đại diện cho đồng chí Trung Quý này đây? Chào anh Quỳnh Linh, xin chào bạn đồng liên Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào Âm Duyên, chào tất cả khán phòng và đặc biệt là hai bạn của Âm Duyên. Muốn nói với lại bạn Duyên trước. Bạn không biết đi xe thì yên tâm. Đấy. Phúc nó đi xe thứ nhất là cũng cứng. Cái thứ hai nữa là vì cái đặc thù công việc nó cần cái tính cụ thể và tỉ mỉ nên không lo bị té. Không cái lo thứ té. Hai nữa là về trình độ năng lực phẩm chất đạo đức sức khỏe thì đối với mỗi một người quân nhân nói chung ấy và sĩ quan nói riêng ấy, thì đều bảo đảm. Cái vấn đề thứ ba nữa đối với Phúc ấy, nói cho Duyên thì Duyên biết luôn vì cái đặc thù đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nên không có phụ nữ, không có con gái ở trong đơn vị, 100% là nam. 21 giờ là không được ra ngoài. Thì ra yên tâm là cái vấn đề đó là rất bảo đảm an toàn. Còn anh muốn nói với Phúc thì cô bé bên này nếu mà anh bấm nút ngay vào luôn. Phải quyết thắng, đúng như truyền thống của đơn vị ấy. Đã ra quân là phải chiến thắng. Hay quá. Đó, bạn bây giờ cái thời khắc quan trọng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào khi mà cái màn kéo lên. Chàng Trung Quý tên Phúc và cô giáo tên Duyên. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp em trên đây thì thấy em là một người là cũng xinh xắn, dễ thương, hiền. Anh nghĩ là chắc là chúng ta thuộc về nhau rồi. Trời ơi, ổng nghe sếp nói quyết thắng đâu vô thẳng vấn đề câu đầu tiên chúng ta đồn về nhau luôn, hay. Thế em thì em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh là hiền ạ, và điềm đạm. Đặc thù công việc của anh á, thì cũng ít khi được ra ngoài, chỉ nên là có thể có bạn gái thì đơn vị chắc chắn sẽ tạo điều kiện là được thứ bảy nhật nghỉ để đi chơi với bạn gái. Không biết là em có ngại về cái vấn đề các ngày mà đi làm từ thứ hai đến thứ sáu thì không gặp nhau thì em thấy như thế nào? À, thì ngày xưa lúc còn chưa có suy nghĩ chín chắn thì em phải bắt bạn nam em là một tuần phải đến thăm em 3 lần đến 4 lần. Nhưng mà sau này thì em suy nghĩ thì em cảm thấy rằng mình gặp nhiều hay không là do bản trái tim mình luôn hướng về nhau. Và mỗi lần gặp nhau thì phải chất lượng. Anh lúc nào cũng chất lượng. Trời ơi. Hẹn hò thế nào? Đừng nói đưa vô suối tiên coi thú đâu nha. Chắc vậy rồi, hợp lý rồi. Em thì hẹn hò mình nên đi những nơi nào? À dạ, đi đâu mà có người mình thương thì đi đâu mình cũng thích ạ. Vậy là anh đi đâu cũng được phải không em? Dạ không, đi những nơi mà... Rồi con cái sao? Tương lai của em thì chắc chắn là sẽ hai đứa. Chắc chắn là sẽ một trai một gái. Trời đất ơi, rồi rủi không được con trai con gái thì sao? Em cảm nhận là em sẽ có một trai một gái. À, cảm nhận. Dạ yeah. Anh hồi xưa cũng cảm nhận vậy đó em. Bây giờ mỗi người nói về cái sự suy nghĩ của mình, những cái sự rung động của mình từ nãy giờ. Đồng chí Trung Quý Phúc. Mày em như vậy lại. Nói chung là anh thì cũng không có gì, nhưng mà nếu mà chúng ta đến được với nhau á thì anh sẽ nguyện hy sinh tất cả vì em dưới sự lãnh đạo của con tim. Hãy suy nghĩ thật kỹ, suy lắng nghĩ nghe thật kỹ nha. Nhịp đập của trái tim mình. Ở đây không ai ép buộc chúng ta cả. 3 2 3. Hết thời gian. Duyên khoảng 10 giây sau Duyên mới bấm.
Em không thích quen quá nhiều người cho nên em thích quen một người rồi xác định là đến với nhau. Cho nên là phải có một sự đắn đo suy nghĩ. Rất chín chắn. Chín chắn điều đó, hãy nắm tay nhau các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Chúc hạnh phúc. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat nè, gọi điện thoại và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Và hai bạn nhớ hãy giữ liên lạc với nhau nha. Bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn bên kia. Em tên là Tuyền, em đến từ Kiên Giang. Em nay 28 tuổi, hiện em đang làm và học về lĩnh vực ngành dược. Nhưng mà em làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở nhà thuốc số 2 ở đường 40 Thuận Kiều ạ. Rồi, bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Mình tên là Hòa, nay mình 32 tuổi. Hiện tại công việc là giảng viên của trường Đại học FPT. Wow. Tuy nhiên bạn này cứ hot boy quá, đâu tới 32 tuổi ta. Nè, thầy nhìn trẻ vậy thôi chứ nó cũng già lắm rồi. Ủa, quê mình ở đâu bạn? Dạ, quê ở Long An. Thật ra nó cũng gần, nó ở Bình Chánh nè. Bình Chánh là chỗ nào? Gần chợ Bình Chánh. Gần chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi, vậy cũng gần. Về tình trường thì sao hai bạn? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Với em thì em có một mối tình chính thức và một mối tình nó cũng gọi là tạm chính thức. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bây giờ vấn đề về chuyện mới nè. Ưu điểm và khuyết điểm. Bạn gái trước đi. Dạ, ưu điểm của em là em có thể nấu ăn được, rồi làm việc nhà được. Và em rất là ham học hỏi. Cái khuyết điểm của em là anh văn với lại vi tính của em rất là kém. Trời ơi, thầy ơi, thầy nghe khuyết điểm bên đây chưa thầy? Dạ, ưu điểm thì có lẽ là hiền lành, thật thà, nói chung cũng nhiều ưu điểm mà dạng không thể nào kể hết. Dạ. Còn khuyết điểm thì chắc chừng hơi ngắn, với lại vào phòng lab thì mở máy lạnh hơi lạnh thôi. Vào phòng gì? Tại vì em dạy trường là phải vô phòng máy á chị. Nhưng mà nó nghe hồi nãy bên đây á, cái cô này cô nói là cái khuyết điểm của cổ là tiếng Anh á là cô dở đó. Dạ. Cô muốn gợi ý là bên đó là làm thầy dạy tiếng Anh cho cổ đó. Thì cái chuyện tiếng Anh thì dù sao em cũng đi du học về nên em nghĩ nó cũng không phải vấn đề lớn. Em đi du học ở đâu? Em du học bên Hàn Quốc. Hàn Quốc? Hàn Quốc về đó tiếng Anh? Không, bên đó là em vẫn học tiếng Anh nhưng mà em biết nói tiếng Hàn. Tại vì người Hàn Quốc ít nói tiếng Anh lắm. Nhưng mà giáo sư trong trường đại học là hầu như là người ta sử dụng đúng tiếng rồi. Anh. Chứ anh đi qua Hàn Quốc anh nói tiếng Anh không ai hiểu hết trơn. Mà anh nói em còn không hiểu không? Đúng rồi. Rồi bây giờ thử em nói một câu gì đó. Em yên tâm đi với anh là anh sẽ cố gắng để lo cho em trong điều kiện có thể. Nói tiếng Anh hay là tiếng Hàn? Tiếng Anh. Nói thử cho tôi nghe coi được không? Chứ sao nhiều khi nổ nói làm thầy giáo dạy tiếng Anh không phải hay sao quý vị? Không, cái này em không dạy tiếng Anh nha, em dạy tin học nha. Đúng rồi, nhưng mà giờ đi đó nói tiếng Anh giao tiếp được thì nói đi. Đi du học về mà.
Hello. 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 If you want to study English, I can help you to improve your English. You maybe I'm not an English teacher, but I will try my best. Hiểu không? Là nếu em thích thì anh sẽ dạy tiếng Anh cho em. Mặc dù anh không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh, nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng. Tiếp. Trời, tôi dịch hay quá. Trời ơi. Về chỗ ngồi để nói nữa không biết được dịch. Được không em? Dạ, à, được. Được. Nhưng mà thầy giáo đi nước ngoài rồi du học về rồi, có nhiều cô sinh viên nào đeo đuổi thầy giáo không? À, sinh viên hả chị? Có cô sinh viên nào cũng, thầy cũng khó lắm. Tại vì bây giờ em cũng là 32 tuổi mà giờ cái lứa tuổi mà sinh viên nó toàn là 98, 96, nó nhỏ quá rồi, không có quen được. Cái chuẩn lý tưởng của bạn gái đặt ra là gì? Dạ, người mà em mong nó là trầm tính một tí. Dạ, với lại họ có một cái gì đó nó chững chạc. Tại tính em con nít, em muốn một người nào đó chững chạc để mà có thể là dung hòa được cái tính của em. Thứ hai nữa là một người cao hơn em một tí. Dạ. Chân ngắn rồi. Dạ. Không sao, nhưng mà chân ngắn người ta chạy chậm thôi. Nhưng mà dạ, ngày não người ta không có ngắn, người ta dạ, muốn là nhanh. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái đó thì để tính sau đi chị. Trời ơi, vậy mà cái đó là khó nhất rồi. Chào chị. Giơ hai chân ra coi. Không có ngắn đâu. Nó... Thật ra cũng không ngắn lắm, nhưng mà nói chung cũng ngắn hơn đứa trẻ. Dạ. Thôi không sao. À, thầy giáo đã có kế hoạch gì tới tiến tới hôn nhân chưa? Hôn nhân thì như chị thấy em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Bây giờ chỉ cần điền tên bạn nữ vô thôi. Ồ, thiệp cưới luôn. Vâng, có thiệp cưới, mời chị Cát Tường với lại anh Quyền lên luôn. Bây giờ chỉ cần bạn nữ thôi, kiểu là ghi tên vào và bấm nút. Nhưng mà mình đã chuẩn bị những cái gì để mình thuyết phục nữ mình lấy được vợ chưa? Thì nhà cửa thì có thể ở nhà của em. Thì em có công ăn việc làm, nói chung là chuẩn bị sẵn sàng, ready. À, ok. Nhưng mà cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao? Em thích người phụ nữ hướng về gia đình á, tức là theo kiểu chăm lo gia đình và cũng có công ăn việc làm để phụ chăm lo về cuộc sống tương lai. Rồi vậy được rồi. Nếu bạn nữ đứng cao hơn em có ngại không? À, cao mà cao vừa thôi chứ cao quá. Cao vời vợi thì cũng không cao được. Cao vời vợi quá thì không sao cũng được. Được luôn á. Vậy được luôn. À, mình có phải làm dâu gì không? Nhà là mình ở với ai? Làm dâu, nếu chị làm dâu thì em ở với lại bố mẹ. Làm dâu thì... Ui, làm dâu ở nhà em sướng lắm. Mà nhà lo hết rồi, tại tất cả vườn điện có hết rồi. Nhiều khi mẹ còn nấu ăn hết, mình đi làm. Nói chung làm dâu nhà em rất là sướng, nên đừng có lo. Đừng có lo gì. Vâng. Rồi, em có tật xấu gì không? Em theo chuẩn gọi là chuẩn đàn ông, tại em lùn thôi nha. Em không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc. À, không nghe gú. Nghe gú mình chẳng lăng nhăng nha. Thích gái đúng không? Có mới lên đây chị. Gái có muốn kiểm tra sức khỏe bạn trai không? Có muốn hít đất không hay là tha? Dạ thôi. Thôi ha, tha dạ. Đi ha. Bạn gái nói tha, tội nghiệp hai cái chân nó ngắn nó mệt. Để qua coi dạ. Đàn trai, đàn gái sao mà bỏ qua bỏ hành đàn trai quá vậy? Trời, qua đây coi đi. Dạ, em chào anh. Trời ơi, dễ thương dữ vậy ta. Này phải bắt cái ghế đẩu á. Đề là nếu mà hai người đồng ý thì khi nào anh ấy về Kiên Giang được? Dạ cái đó thì tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh gì cụ thể hoàn cảnh em nè, giờ học bao lâu rồi tiếng nơi gì nào nghe được. Em thì khoảng 5 rưỡi nữa là em ra. Dạ nếu như được thì tốt nghiệp thì 5 rưỡi ra. Dạ. Ok. Ở mình tổ chức một cái tiệm thuốc tây ha. Dạ. Cái vợ bán thuốc tây, chồng đi dạy FPT. Trời ơi. Được ha. Cặp này được. Cặp này thấy ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho gặp người nhà cái đi. Bạn gái đi với ai bạn gái? Dạ em đi với một bạn thân, một bạn đồng nghiệp, một bạn học cùng lớp và em trai của em. Rồi. Em trai em. Trai vậy đó. Dạ chào chị, dạ chào anh Quyền Linh. Thấy anh này sao? Dạ cũng được. Hợp đẹp trai. Hợp với chị mình không? Dạ. Hợp. Hợp sao gượng gạo vậy em? Em có yêu cầu gì ảnh không? Dạ không. À, cảm ơn. À, em trai mình có đi với ai không? Dạ em đi đông lắm, có mẹ, có dì, có sinh viên, có chị. Cả làng, cả vâng. Nhà, cả trường luôn hả? Cả trường em biết hết rồi. Bây dạ, giờ mà bạn gái không bấm nút trai. Là em về khó về trường lắm. Dạ chào cô. Mẹ đó hả? Dạ mẹ. Chào chú Huyền Linh và dạ. Cô Cát Tường. Dạ, dạ. Tôi là mẹ của Hòa. Cô thấy... con dâu tương lai sao cô? Thấy đẹp quá. Đẹp xinh thì dạ. Thấy vậy cũng mừng chứ giờ cũng tùy hai đứa
Bây giờ cô cũng không biết sao. Nhưng mà cô có yêu cầu gì con gái khi về làm dâu không? Cái chuyện làm dâu đó khỏi đi cũng được rồi chú ơi. Ở nhà thì tôi là vô cho con là khỏi lo chuyện bếp gì cũng được hết. Dạ. Tôi lo hết. Ủa. Gia đình là khỏe gì vụ đó rồi. Nha, nói chuyện với cô đi. Ăn chào cô. Chào ăn chào à. Ôi giờ gì hỏi gì ý kiến thôi. Dì chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ. Quà ơi, dì thấy cô gái đẹp lắm, dễ thương lắm. Tùy ý quà ra, dì chịu rồi đó. Dạ. Dì chịu rồi đó. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Thôi bây giờ cho hai bạn gặp mặt đi ha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Chào em. Dạ. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. À, chị Cát Tường, em có chuẩn bị sẵn hết rồi chị. Em là chuẩn bị ready hết rồi. Em cái này thì nói chung là cái mẫu thôi. Yeah. Em xem, em điền tên vào ha. Yeah. Anh có điền tên rồi. Đây là của anh. Trời ơi thầy. Nhận chu đáo quá. Thầy quá xuất sắc. Chưa có bấm nút, em, vừa có thiệp em cưới. Em biết cái cuốn này là tựa là Yêu Để Cưới. Mà anh kiếm rất là khó bây giờ. Nguyên cái nhà sách của Phương Nam nó chỉ còn một cuốn duy nhất. Cảm ơn anh. Rồi, Yêu Là Cưới. Bây giờ bạn cảm nhận về nhau đi. Dạ thì dễ thương, hiền, biết nấu ăn thì là quá là đặc chuẩn rồi. Mà em dự định là cỡ khi nào em có thể kết hôn? Thời gian nó giống như một cọng dây thun vậy, mình muốn dài thì nó dài, muốn ngắn thì nó ngắn. Đó là tùy thuộc vào thời gian, cái tình cảm của mình nó đủ lớn hay không. Thì nếu mà thời gian sớm nhất em nghĩ là cỡ bao lâu? Dạ. Em nghĩ thời gian sớm nhất là khoảng 1 năm. Nói chung là tụi mình gặp nhau có duyên thì em mình hãy dành cho nhau một cơ hội em nha. Dạ. Rồi hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Mình suy nghĩ thật kỹ nha. Trao đổi rồi đó. Bây giờ là giờ phút quan trọng. Có người thân của mình chứng giám ở dưới kia. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Thầy giáo hơi nôn nao chút xíu hả? Chưa đếm mà sao đã bấm. Thì cơ hội nó không đến 2 lần vậy. À, tại mình chân ngắn mình sợ chạy chậm, mình chạy trước đúng không? Dạ. Yeah. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Nắm tay em nha. Bây giờ nắm tay nhau thì đôi trẻ cảm thấy như thế nào? Dạ thấy run. Có hồi cảm hợp. Xúc gì chưa? Hồi hộp, hồi hộp. Bây giờ thủ tục mình hôn nhau để mình kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Dạ cái đó để sau rồi chị. Không có sau. Đó. Thầy giáo. Thôi anh hôn nhau. Trời thấy má cười quá trời luôn kìa. Được không cô? Cưới liền không? Cưới nhà gì ha? Thiệp đã có rồi, chờ ngày ghi tên thôi. Mời bạn nam. Thôi bây giờ mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em xin giới thiệu em tên là Lê Đình Thọ. Năm nay 28 tuổi. Em là quê gốc ở Bình Định và hiện nay em đang sống và làm việc ở Tây Ninh. Bạn làm nghề gì? Em bán vé máy bay. Bán vé máy bay. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh tại Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ em ở Đà Nẵng ạ. Ở Đà Nẵng. Bên kia làm việc ở Tây Ninh hả? Đúng rồi. Sao xa xa một chút nhưng mà tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Bạn giới thiệu một chút về mình đi. Dạ, chị ưu điểm của em thì em có thể ca hát và giao tiếp được nhiều ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật thì em biết một chút. Ngoài ra thì em có làm văn, viết thơ và có nhiều bài được đăng trên mạng vanhoadoc.com. Wow. Bây giờ mình có thể gửi đến mọi người một bài hát cho sinh động, cho vui lên. Hát thì giờ em run quá, em không biết cái hát được không. Hay là em tặng mọi người một bài thơ. Bài thơ cũng được. Em có nghe mùa xuân đã về trên đất mẹ. Tất niên cứ đến lệ, giao thừa cũng muốn sang. Nghe pháo nổ rộn ràng, trong lòng đầy thao thức. Đêm nay anh phải trực, không được ở cùng em. Mẫu quà anh ra xem là bánh chưng ngày Tết. Câu đối đỏ đẹp phết, trang trí ở trong nhà. Đã có những chậu hoa, ba đêm về ngoài ngõ. Gửi lời thơ trong gió, mang xuân về cùng em. Những bài thơ không tên, đong đầy từng nỗi nhớ. Như một sự bất ngờ, anh tặng em mùa xuân.
bạn trai. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm thì ít thôi nhưng mà khuyết điểm thì nhiều lắm. Ít chăm chút về ngoại hình, trang phục khi làm việc hay là trong cuộc sống hàng ngày á, thì em rất là xòe xòa trong việc mặc quần áo hay là chú ý đến việc mua quần áo. Nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua quần áo. Cái bụng nó rất là to. Ngồi nãy giờ là gồng dữ lắm chứ còn nếu mà ngồi thoải mái gồng ra chi, thì gồng chi cứ thả ra hết đi em, gồng chi chứ nó cực. Cỡ anh thôi chứ đâu. Dạ, cái tính xòe xòa của mình á, nó làm cho mình mất đi những cơ hội mà để tìm một người yêu phù hợp trong cuộc sống á. Ưu điểm thì trong công việc á, em rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ tính. À, nhưng mà bạn ở Bình Định tại sao vào Tây Ninh bán vé bay là sao? Thì em học ở Sài Gòn, em làm một thời gian ở Sài Gòn, lên Tây Ninh làm việc cho một công ty của người bạn bên mảng vé máy bay. Thời gian sau thì em có ra làm riêng rồi mở một phòng vé riêng của mình rồi tự làm. À, tức là phòng vé máy bay của riêng của bạn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng luôn. Rồi, cái mẫu người mình muốn tìm là người như thế nào nè? À, em rất thích là ca sĩ Noo Phước Thịnh. Wow. Bạn trai có mẫu người muốn tìm người bạn gái như thế nào? Nhưng mà em thích một người có nước da trắng đó chị. Phải biết chăm chút về ngoại hình một xíu. Dù em rất là xòe xòa nhưng mà em lại thích người phụ nữ biết quan tâm tới gia đình. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì 2 mối tình. Lý do tại sao chia tay? Chia tay bởi vì nhiều cái lý do về kinh tế, về sự trưởng thành. Chưa có đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ là đủ chưa? Đủ dạ, kinh tế chưa? Dạ đủ. Đủ lấy vợ chưa? Dạ đủ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Rồi. Bây giờ nếu hợp lý được hết á thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ cưới ngay cũng được chị. Cưới ngay cũng được luôn? Dạ. Nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? À, em thì em sẽ giữ khoản công việc, khoản tiền cho đủ công việc làm ăn của em. Những khoản còn lại thì tốt nhất là vợ giữ. Mình có tật xấu gì không? Khi đi làm á hay là trong cuộc sống á, em ăn mặc rất là... Đâu thấy bữa nay cũng ổn mà, bữa nay cũng lịch sự đàng hoàng. Thế mình có bí mật gì không? Sau này quen nhau hay là có cưới nhau về đó, sợ là bạn gái khó có thể chấp nhận. Kinh doanh chủ yếu là online cũng nhiều cho nên là có nhiều loại tài khoản, nhiều mật khẩu á. Thì tất cả những mật khẩu của các loại tài khoản đó đều là họ tên với ngày tháng năm sinh của bạn gái cũ. Thì bây giờ có bạn gái mới đổi năm đổi được sinh không? Của bạn gái mới. Sau đó giờ không đổi đi, giờ chia tay rồi người ta giữ mấy cái bí mật của mình sao được? Bởi vì thay đổi thì nó cũng bất tiện lắm chị. Với lại chưa có ai mà quen nhau đủ để tình cảm và tình yêu á, để cho là mình thay đổi những cái đó. Ủa cái đó là cá nhân của mình mà. Quá nhiều loại tài khoản cho nên khi mà đặt phải đặt hàng loạt theo thứ tự. Chẳng hạn như tên quá. Tên ABC à. Xong rồi thứ tự tiếp theo sẽ là ngày tháng năm sinh. Cứ như vậy rồi à. Nó liên tục à. Hết ngày nay về đổi à, đổi nha. Dạ. Không đổi cũng phải đổi nữa. Thôi. Nãy giờ em cũng nghe rồi đúng không? Dạ. Okay. Em coi, coi đàn gái thế nào nha. Rồi, dạ, chào em. Dạ. Bây giờ em nghe em tưởng tượng anh chàng bên kia thế nào. Phải là một người rất là hiền. Người hiền. Dạ. Chậm rãi, có sự chững chạc ở trong đó. Cũng thành công trong sự nghiệp rồi đó. Sự nghiệp. Em có không thích tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là con trai lăng nhăng ạ. Anh này chắc không lăng nhăng rồi. Anh nghĩ tính chung thủy đấy. Nên cái việc vừa rồi á, đó là một người chung thủy. Rồi, không thích gì nữa. Cờ bạc, rượu chè nhậu nhẹt. Anh này chắc không có cờ bạc, có rượu chè không vậy? À, em chỉ có hút thuốc thôi, còn rượu chè thì cũng biết uống nhiều lắm nhưng mà không có thích rượu chè. Rồi, một vấn đề nữa là bạn trai ở Tây Ninh. Dạ. Nhưng mà đến từ Nam Định. Đến từ Bình Định, Quy Nhơn á, thành phố Quy Nhơn á. Bây giờ mình có chịu đi theo bạn trai? Dạ, nếu như mà là người thật sự hợp với em thì em sẽ đi. Đúng rồi, nếu phù hợp thì tới đâu cũng thấy đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt đi. Em có đi với ai không? À, em có đi với bạn học từ sinh viên. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là bạn thân của Thọ. Về phần bạn gái thì em thấy bạn gái là rất là giỏi, có nhiều tài lẻ và làm giáo viên nữa. Thì em nghĩ là hôm nay gặp nhau cũng là có cái duyên rồi. À, sau chương trình thì hy vọng là các bạn sẽ có cái cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ừ. Cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ em đi với hai bạn ạ. Em chào anh Quyền Ninh, em chào chị Cát Tường ạ. Em thấy anh này nó rất nghiêm túc, rất là đứng đắn. Và Hồng thì là một cô gái rất là đơn giản, là nhẹ nhàng. Cho nên là em nghĩ hai người rất là hợp nhau. Em hy vọng là sau chương trình này hai người cho nhau cơ hội để hẹn hò. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi, quan trọng giống như là bạn bè của các bạn đã vừa nói rồi đó, quan trọng vẫn chính cảm rồi, xúc của mình. Kéo màn lên nha. Dạ em cũng có quà. Anh cảm ơn em. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền lành, giàu tình cảm, chung thủy. Khi mà em nghe anh nói mà tất cả các loại mật khẩu của anh đó đều là tên của người yêu cũ á, thì em cảm thấy về việc đó như thế nào? Thì lúc đầu có vẻ là hơi buồn.
Như anh nói có nghĩa là chưa có ai để mà khiến anh có thể là rung động để mà anh thay đổi những cái... Vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ người cũ hay sao? Không phải là còn nhớ người cũ, bởi vì đó là sự tiện lợi á. Anh giữ nguyên, nhiều khi anh nói giống như là một phản xạ. Trên cái bàn phím máy tính của anh bấm mòn những chữ đó, nhưng mà anh không hề ý thức gì về việc tên người yêu cũ cả. Mà nếu có thay đổi thì anh có thay đổi được không ạ? Được. Yeah. Thay đổi liền hôm nay mà, đúng không? Dạ. Lên kế hoạch hẹn hò thế nào bạn? Anh nghĩ thì cũng không là xa lắm. Bình thường anh xuống đây thì khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là anh tới Sài Gòn rồi. Cuối chiều cuối tuần có thể là em lên anh chơi, hoặc là anh xuống em chơi cũng được. Một tuần có thể anh xuống với em một lần. Một tuần một lần? Có thể nhiều hơn, tùy vào công việc và tùy vào việc em có bận hay không nữa. Dạ, em có một cái tình huống và em muốn đặt ra để coi thử cách anh xử lý như thế nào. Anh đang quen một người bạn gái, lúc đầu anh có ấn tượng tốt về người bạn gái này và anh rất muốn tiến tới hôn nhân với người bạn gái này. Nhưng sau một thời gian anh lại nghe bạn bè cũng như những người xung quanh lại phản ánh không tốt về cô gái này. Chẳng hạn như là nếu anh quen cô này thì sẽ cản trở sự nghiệp của anh, hay là gia cảnh của cô này không có phù hợp với anh. Thì anh có bị dao động không? Hay là anh vẫn kiên quyết với tình yêu của mình? Nói ra không phải khoe, nhưng mà cái cuộc sống của anh, tính cách của anh nó hơi khá là tự lập. Bởi vì kể cả công việc hay là việc mà anh lên Tây Ninh làm này á, cũng đều là do anh quyết định hết. Việc kiếm tiền hay là việc mà kiếm người yêu hay là lập gia đình sau này á, hay là mua nhà hay là ở đâu, việc làm gì á, thì chắc chắn là do anh quyết định hết. Có một cái sự tính toán trước hết rồi, rất là an toàn và chắc chắn. Bạn trai có tài vặt gì không? Hát một câu, hát một câu bài hát tỏ tình nào đi. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần bên, nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua hết khi có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Một cái lời tỏ tình rất là dễ thương. Dạ chứ, còn câu hỏi muốn hỏi nữa. Còn câu nữa hả? Dạ dạ. Rồi hỏi đi. Nếu có thể mà em về Đà Nẵng làm á, thì lúc đó anh có muốn tiếp tục quen em không? Nếu mà chia tay á thì có những lý do khác. Lý do đó không đáng. Anh nghĩ không như vậy. Có thể buông xả được. Hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nam ở Bình Định mà cũng đâu có xa lắm đâu, đúng không? Dạ. Thông tin cũng là khá đầy đủ rồi đó, cũng có thể cảm nhận được nhau xem mình có phù hợp với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao bạn nữ không bấm nút? Cái cảm giác của em nó chưa rung lộng lắm. Có lẽ em là một người khá trầm rồi, nên là em có muốn tìm một người bạn nào đó mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền quyết định của các bạn. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn cũng nên cố gắng tập làm sao cho mình nó mạnh mẽ chút xíu nữa, năng động chút xíu nữa. Tin chắc rằng ở dưới khán giả cũng như là trên truyền hình, nhiều bạn nữ cũng sẽ bấm nút để chọn bạn. Bạn gái cũng vậy. Chúc cái công việc sẽ càng ngày phát triển thành công hơn nữa nha. Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha, nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là dạ. Thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương. Giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm đó. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn.
Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nôi, cơm nước em làm được hết. Tại em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình nó cái mượn, nó kêu mượn 100, em có 200 nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Em còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được có sao đâu mà. Trời ơi thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Ừ thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi hình bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh có 2 đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu á, thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa 2 bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại. Thì bắt đầu em rước 2 bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi 2 đứa con. Em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn. Nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết, chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm 2 đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nha. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ 2 em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh 2 đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết chứ. Thế là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho 3 người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm phó trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cái 1000+ cây nữa. Tại xưa 2 chồng em cũng mặn, 3 đứa con thiếu nợ, nên phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100+,
15, 16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu cũng còn dương chục triệu. Còn tiền cạo đêm 100-200 ngàn em để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm, thì biển em cũng làm giỏi, bất cứ người làm mướn em cũng làm được. Có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Gì cũng làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở rễ 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai anh trai? Em đi cùng mình anh ơi. Tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em thì dễ mà anh ơi. Nếu người thương em một, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy ở nhà vậy. Em đi lo tự đi tự tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, ngày Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em. Tự dạ. Tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? Tại em vừa làm rất chưa em nghỉ trưa. Em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái I love you. Hai trái tim lòng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài. Nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại lúc 7 tuổi rồi. Tới năm 11 tuổi tự lập mà. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ.
Yeah. Ông bà già chỉ có lên thôi, anh cũng cho tiền xe về thôi. Yeah. 3 năm nay anh cũng không có về dữ. Nói chung là ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung là thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn, tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trứng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm sáng chiều thứ bảy anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Yeah. Còn ngày đánh lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ. Yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đưa được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hổm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, nói chung anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em không ràng buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, làm ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm này nào, chứ gái, đâu có né được. Em gái. Đó. Từ nắm với hai bạn đang lâu ngày tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ em cảm ơn. Ủa cái gì vậy, người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng của em gái mà gì đó. Em hát không được anh ơi, em mặn gì cũng giỏi hết trơn. Nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mới cạo, sáng giờ em lo con đi học nha. Ừ, bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Ừ. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Con. Hai con lên đây.
Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng như con của em thôi. Em nói chung con nào cũng là con. Đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa? Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa đo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng đó đi con. Nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó, còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi. Mời nhà trai. Rồi, rồi xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971 ạ. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về cái gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? À. Sao mình về sớm? Mình đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quyền Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết một chút về phòng thủ tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Thật là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3 4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm. Mà dậy cũng rất là sớm, với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy ta với, đúng rồi. Cái ưu điểm nó cũng mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục xung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Ở mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên đó. Thuốc mà có duyên đó nha. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứu vãn được. Còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó.
Thấy vai mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ dạ. Xôn xông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi nè anh. Dạ, em ở đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Rồi hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân đi chơi, thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này, thế là thấy cua luôn cái dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó. Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi. Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm. Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay, từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 28, hôm nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh, hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó, là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai, mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau. Không, chứ đừng ông Mai là không. Dạ em chào anh. Dạ, không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó, nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mà là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng đi, đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không, bây giờ hỏi thẳng anh Tình là trong câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần đó. Bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao biết hát nữa, thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, phải đang tập. Nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ giờ hát giờ được đang chưa? Bây đang giờ tập. Muốn hát được thì đã muộn rồi, bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau, quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chị cũng là học chung cao học với ảnh, thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia tay. Rút lui luôn. Dạ rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác, mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ. Nói chung là cũng đau khổ lắm, tại vì tình đầu mà, nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ là lựa chọn cái gia đình, tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài biển tình vậy ạ.
Biển tình. Dạ, mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Có bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được, gì luôn, tiếng gì cũng được. Dạ, tại dạ, em cho anh ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but oh, em ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái đúng rồi, cái tiêu chí, tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7 được. Đó là được chị, được ok. Ngọc Lan được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, ta mê, ta thăng hoa, ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tình? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tình. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, không, không mập mập. Ốm ốm đó đúng không? Dạ, anh giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay thôi, tóc thì không quan trọng, cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá không biết có dễ ăn không nha. Mình dễ ăn. Ngọc Lan hôm nay Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình. Dạ hôm nay Nga đi với một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Ok, bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi mở rào. Ơi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Xuyên đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho niềm anh. À, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc. Là cũng em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, vậy là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao? Anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ.
anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok ok, anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ, mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. À, bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi anh chị nha. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được, là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô, trà khô. Không, thuốc lào thì anh nói thật là anh mới biết hút đây à. Thuốc lào anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không, nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút rồi mới thử. Hứa là bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Thích lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích là con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Không phải làm cái gì không ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp. Dạ. Với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn là hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, như nào hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái hay con trai được, không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát không triển hướng đúng hướng. Hướng nó ngay. Dạ thì đúng đó. Là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh mời anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về đường anh. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phảnh công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à? Tại vì chân mặc quần này không đá được. Thử cái thử cái tới đâu không đá được đá. Tới đâu đó hết đất luôn coi đất hả? Ừ đất là nhà mà chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn good luôn à. Khỏe đó, cái dòng mà dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa kỳ vậy. Rồi, đó là khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Được rồi, được rồi, làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Được rồi, ok. Được rồi, ổn rồi. Ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Nhà to, sợ ma, ở con mình.
4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á anh. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi lần sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà, thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy, thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình, đúng rồi. Ủa, vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh. Không, đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm anh, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. Ờ, à, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái chanh hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy anh. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha. Dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Ngoài ra thì chương trình còn tặng cho các bạn một phần quà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của Bạn Muốn Hẹn Hò 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Lan và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
cũng có quen bạn trai nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ là quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen mình được rồi chứ là không còn quan tâm được. Thí dụ như mình về chung một nhà, cái người giữ tiền á là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi. Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Thì anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ hay là hồi trước anh ở với vợ anh ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt. Rồi, chào anh. Nãy giờ ngồi đợi lâu không? Bình thường thôi. Cái gì cũng bình thường hết. Có hồi hộp chờ đợi bạn nữ hôm nay xuất hiện không? Có. Tưởng đâu nói bình thường luôn chứ. Đợi 30 giây nữa nha, tôi sẽ ra dẫn bạn ấy vào nha. Mời em gái. Bây giờ thì các bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Anh sẽ giới thiệu trước. Chào Cát Tường, xinh đẹp. Chào chương trình, chào bạn gái. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trương Văn Trung, sinh năm 1972. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu. Nghề nghiệp kinh doanh tự do. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì anh? Xe đạp và xe đạp điện. Mình có một cái cửa hàng. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Thị Bảo Trân, 33 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn luôn. Anh có ngại vì gì về cái khoảng cách này không? Tôi cũng không ngại lắm bởi vì mình ngồi 2 tiếng xe đồng hồ thôi là xe sẽ tới nơi. Yeah. Khách ở Sài Gòn người ta cũng đi xuống Vũng Tàu tắm biển nhiều cả. Lâu lâu lên thăm bạn gái rồi lâu lâu mời bạn gái xuống đi tắm rồi, biển không đúng không? Không có vấn đề gì chuyện đó. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Tôi điểm mạnh thì mình có rất nhiều cái điểm mạnh. Ví dụ như sống hòa đồng, vui vẻ, chút về cái năng khiếu và khéo tay, có những sở thích, những cái đam mê của mình nó về ca nhạc, thế thường thường có hay hát karaoke và chơi thể thao thì nói chung là sức khỏe tốt, có thể thao, công việc cũng... Còn về cái điểm yếu thì lúc còn trẻ thì tính khí nó có hơi nóng một chút, nhưng không có cả ràm, cũng không có để bụng. Rồi là một cái điểm yếu nữa là thí dụ công việc mà kinh doanh, mua bán thì mình hay đưa ra những cái quyết định nó rất là nhanh. Rồi sau đó mình kiểm tra thì có thể là mình bị mắc một chút thì nó thiệt thòi trong cái việc đó. Thì những cái đó thì mình cải thiện được, nhưng không có vấn đề gì. Còn đặc biệt là mình không có rượu chè hoặc là trai gái hoặc cái gì hết. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn. Nói chung là em siêng năng, ở nhà thì em hay dọn dẹp, biết ca hát. Em rất là hòa đồng, có chương trình nào của công ty là em được tham gia hết. Còn điểm yếu của em á là em hơi khó tính chút xíu. Giống như là ai mà ở chung với em á mà không có sạch sẽ, không có gọn gàng thì nói chung là em không có thích. Ví dụ em nói mà cải thiện được thì em không sao, nhưng mà nếu mà không được thì nói chung là em không thích. Bây giờ có thể Thanh biểu gì đó gọi là tặng ảnh đằng chương trình một cái bài hát gì đó mà em yêu thích cho cái chương trình đó. Nó vui lên, nó sớm lên. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu như không còn gì để vun vấn, người hãy quên em đi, đừng bận tâm chi nữa. Nếu không còn gì để ước mơ, vì tình yêu ta đã chẳng lâu bền. Hãy xem như mình kết thúc êm đềm. Trời ơi, cái gì mà mới gặp nhau mà hãy quên em đi rồi kết thúc êm đềm vậy trời. Thiệt tình, cái này mà ai tin phong thủy là thấy phong thủy không có tốt rồi đó. Cái nội dung của bài hát nó không có liên quan gì đến về tình trường. Anh bao nhiêu mới? Năm 30 tuổi là mình đã lập gia đình, kéo dài được 17 năm. 17 năm? 17 và hoàn toàn đổ vỡ về cách đây là hơn 1 năm. Đã được hai cháu, cháu lớn năm nay 15 tuổi và một cháu là 7 tuổi. Hiện tại là mình đang nuôi hai cháu. Nhưng mà hiện tại anh với vợ cũ của anh có còn liên hệ gì với nhau không? Không. Hiện tại thì cô đã theo người đàn ông khác và đã có con với người khác của người ta rồi. Thì em cảm nhận như thế nào? Có ngại khi mà tiến tới với một người đã từng đổ vỡ, một người đàn ông đã trưởng thành hơn mình rất là nhiều, có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Cái đó là em cũng cần. Nhưng mà quan trọng là ảnh có biết mà sống với gia đình em, rồi em sẽ sống tốt với gia đình ảnh. Nói chung thì em cũng khai thiệt với chị Cát Tường là em cũng đã một lần đổi vợ. Vậy hả? Dạ.
Mình có cháu nào chưa? Dạ có, con của em năm nay được 8 tuổi rồi. Ở với ai? À, dạ ở với mẹ em với em. Ở với mẹ em với em. Hôn nhân đó là được bao lâu? Lấy chồng năm 23 tuổi thì hôn nhân của em được 5 năm. Đến bây giờ thì cũng có quen bạn trai nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ là quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen được, mình được rồi chứ là không còn quan tâm nữa, giống như là bị mất đi cái cảm giác là em. Mà nếu như bây giờ em tiến thêm một bước nữa thì con em sẽ như thế nào? Nếu mà em tiến thêm bước nữa là con em phải ở với em. Anh suy nghĩ như thế nào về đối với anh thì đối với con nít thì anh rất là yêu thương chúng. Anh không phân biệt nó là con của ai cả. Kể cả những con hàng xóm sang nhà anh cho anh gặp con nít là anh rất là quý chúng nó. Cho nên cái chuyện đó thì nó không quan trọng lắm. Thương mẹ thì phải thương cả con. Chúng ta đều là những người đã gãy đổ thì chúng ta sẽ có những cái sự cảm thông cho đối phương. Nếu thật sự ta yêu thương một ai đó thì chắc chắn cái gì cũng được hết á. À, bạn mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Anh ấy phải có công việc ổn định. Thứ hai á là anh ấy phải có nhà. Để có thể sau này á là một gia đình mình sống nó không có bị mà giống như là lênh đênh quá. Đúng rồi, an cư thì mới lạc nghiệp. Dạ, an cư lạc nghiệp. Tiêu chí của em là vậy. À, anh đang sống là với hai con anh thôi hay còn với ba mẹ gì nữa không? À, có mẹ nữa, mẹ. Gia đình thì có bốn anh chị em, thì bây giờ là anh là con trưởng, hiện tại là ở với anh. Thế em có ngại đi lấy chồng xa không? Không, ngại là nhưng mà vấn đề là quen một tuần anh có thể gặp em được mấy lần. Thí dụ quen nhau mà một tuần anh gặp em một lần chắc em chắc không được. Tại vì em cần cái sự quan tâm. Cái ý nguyện vọng của em muốn một tuần gặp mấy lần? Ít nhất cũng 3 lần. Trời ơi, anh dọn anh ở luôn với cổ đi. Cái này thì anh thấy khó rồi. Bởi vì thực tế thí dụ như anh bây giờ cái cửa hàng là anh mở cửa ra là phải sáng đến tối. Anh không đi được, anh phải bán hàng. Nếu mà có quen, có hẹn hò thì có thể là một tuần hoặc một nửa tháng mới được một lần chứ. Bởi vì cái thời nó cũng mình phải còn phụ thuộc vào công việc nữa. Mình có thể nào rút ngắn cái thời gian tìm hiểu lại? Em thì cũng không có thời gian nhiều. Tại vì ban ngày em phải đi làm, ban đêm cũng phải đi học thêm. Em học gì nữa? Dạ em học tiếng Anh á. Nên thích giờ một tuần em chứ phải là em rảnh được 3 ngày trong tuần với lại thứ bảy chủ nhật. Nếu mà được vậy thì đó. À, rồi thôi cái này thì các bạn sẽ khi nào gặp nhau thì mình sẽ trao đổi trực tiếp với nhau hơn. Mình nhìn mặt nhau mà có cảm xúc mình dễ chia sẻ đúng không? Chị Tường nghĩ là nếu như mà mình thích rồi thì cỡ nào cũng được hết. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đừng có ốm quá, nói chung là nhìn cũng được trai chút xíu. Tuổi tác không quan trọng nhưng mà quan trọng anh đấy có tâm chút xíu. Tâm là ai cũng có mà cỡ tâm mà có tầm hay không thôi. À, về ngoại hình? Cao 1m65 trở lên thì được, mặt mũi thì sáng sủa. Trời ơi, cái gì vậy sao mà nhận ra được? Tấm hình này là chụp năm 1993 đúng không? Nguyên một đại đội năm 1993. Anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chung là tâm lý của đàn ông thì ai cũng thích trẻ đẹp. Nếu mà đẹp như Cát Tường thì là cái tốt quá. Còn không thì như siêu black thì cũng không vấn đề. Siêu black cũng không vấn đề. Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống là biết chia sẻ. Quan trọng là cái tính cách. À, em hãy cho anh một vài cái gợi ý. Là mũi cao, có nụ cười tươi. Có nụ cười tươi. Tiếp. Lông mi dài. Còn anh hãy cho cô ấy ba cái gợi ý. Tấm hình đó thì cách đây nó mấy chục năm rồi. À. Bây giờ nó hoàn toàn khác. Nói chung là cũng người cũng không cao lắm. Một mét sáu mươi tám. 1m68. Người thì cũng không có mập. Rồi ráng kiếm đi hai bạn. 30 giây tìm kiếm trong vô vọng. Rồi đâu, cổ đâu? Hay quá. Đâu đâu coi. Đây hả? Đây hả? Bây giờ ai đoán sai là sẽ bị nhéo lỗ mũi nha. Thì đối phương nhéo lỗ mũi, đồng ý không? Được. Rồi được. Mở cửa trái tim. Xin mời hai bạn hãy nhìn xem cái cảm giác, cái giác quan của chúng ta hôm nay có đúng hay là không. Ai sai tự động đưa cái mặt qua trái tim này cho người ta vuốt lỗ mũi. Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao là vuốt luôn cho nó xẹp. Đúng không anh? Chắc đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh chỉ cho cô coi anh là ai. Anh là ai trong này? Hả? Cất lớp rồi nè, cổ đoán anh là anh này nè. Anh đó thì thấp lắm. Thấp lắm. Anh đó chỉ có 1m5 mấy thôi. Đây, ảnh đây. Để coi. Trời ơi trời, không có nhận ra được. Cách đây 30 năm rồi. Đưa lỗ mũi qua đi cưng. Có chơi có chịu cưng ơi.
Rồi, tặng quà kìa, tặng quà, tặng quà. Rồi, đến với chương trình, em có bó hoa gửi tặng em. Chúc em luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ như ngày hôm nay. Em là cô gái xinh đẹp. Và ngày hôm nay, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn những món ăn rất là đặc biệt. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food, ship thức ăn nhanh. Trọn set là gồm có mật gà thốt mật ong nè, cộng với kimbap truyền thống nè, cộng với trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no, phần ăn này ăn no dành cho cả hai người luôn. Nhưng mà giá thì rất là sinh viên. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các đường sẽ quay lại. Thí dụ như hồi nãy anh nói là anh có hai đứa con. Lớn chưa? Em không nghe rõ. Cháu lớn là anh có hai đứa con trai. Cháu lớn năm nay 15 tuổi và một đứa lớp 7 tuổi. Hiện giờ là anh coi cái cửa hàng ở ngoài đó. Cửa hàng thì anh đang ở cửa hàng luôn. Vừa ở đó là vừa hoạt động kinh doanh và vừa là còn là cái nhà thì mình phải cho thuê. Hiện tại anh cũng đang có một cái sạp trước chỗ mà hồi xưa vợ đang bán ở ngoài chợ. Cái sạp đó giờ ai coi anh? Thì anh cũng đang cho thuê luôn. Rồi thí dụ như mà mình quen nhau á, rồi mình gặp nhau sao? Còn mà muốn 2-3 lần thì anh thấy cũng hơi khó. Bởi vì em biết là em cũng phải đi làm, anh cũng phải làm. Cái việc này có thể là anh nghĩ thì cái thời gian ở trên này thì nó cũng không có nhiều để mình có thể sắp xếp được những công việc đó. Vậy là em là con gái hay con trai? Dạ em cũng có hai con trai đang ở với em nuôi. Nói chung là xa quá rồi em thì em chỉ muốn người đàn ông của em là phải ở bên cạnh, không phải là cần nhất thiết ở bên cạnh nhưng mà ý là phải có thể như ghé thăm em hoặc dẫn em đi chơi thường xuyên chứ không phải là xa xôi vậy rồi sao mình đi chơi. Thì nói chung cái đó thì ai cũng muốn, anh cũng thế ạ. Mà nhiều khi nói chung cũng khó thể nói được. Dù sao cho nữa thì mình phải có những cái thời gian để mình mới sắp xếp. Em có đi Vũng Tàu không? Dạ, lâu lâu như công ty tổ chức mới đi thôi chứ không có thường xuống dưới. Anh thì Sài Gòn thì nói chung là anh cũng hồi xưa anh sống ở đây cũng là gần 10 năm rồi. Hồi xưa anh làm bên nội thất. Bây giờ anh quay về anh kinh doanh, anh buôn bán. Vậy một tuần anh gặp em một lần được không? Một tuần một lần. Chắc không? Còn nếu như mà thí dụ như mà cảm thấy cái tình cảm nó tới á, mà nó đủ á thì có thể là mình về một chung một nhà luôn, muốn là không có. Cái này thì anh nghĩ là cái hoạch định cho sau cái cuộc gặp. Còn bữa hôm nay thì mình chưa thể nói lên được điều gì đúng không? Đi cho nhau những cơ hội đi, rồi thí dụ mình ngồi uống cà phê hoặc xem phim cái đó thì mình nói chuyện nó dễ hơn đúng không? Thí dụ như hôm nay mình bấm nút đây đợi thì tuần sau mình mới được gặp nhau. Tường đã quay trở lại. Sao anh nãy giờ có ăn không hay là nạp tâm sự không ạ? Thời gian thì nó có rất là ít ở trên chương trình này. Để mà nói ra được cái gì cho người bạn gái người ta hiểu thì chắc là hơi khó. Bây giờ Tường sẽ có những cái yêu cầu trên đây. Hai bạn hãy bốc, mình chung bốc thăm chúng cái yêu cầu gì thì mình sẽ yêu cầu đối phương thực hiện cái điều mà trong chương trình đề ra. Mời anh. Anh lấy cái đỏ anh. Hãy đọc lớn cho cô ấy nghe. Nụ hôn đầu của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Đừng nói tôi quên nụ hôn đầu rồi nha. Ở năm 18 tuổi. Ở trên quận nhất á, lúc đó là đi coi bắn pháo bông á. À hôn ngoài đường. Coi bắn pháo bông là hôn nhau ngoài đường. Ai biết đâu được. Nhiều khi đi coi bắn pháo bông rồi rủ nhau đi đâu đó hôn rồi sao, đúng không? Rồi mời em. Nói một điểm bạn không thích ở đối phương. Nói thật lòng nha, ở đây là trò chơi thật lòng. Nãy giờ anh tiếp xúc với cổ và nhìn cổ trực tiếp rồi. Hãy nói là cái điều gì ở cổ mà anh không thích. Không có được giận. Dạ. Chắc không có rồi. Không có thì bây giờ tới phiên tới cổ nói được không? Được. Em hãy nói một điểm nào ở ảnh mà em không thích. Em không thích tóc của ảnh á. Sao vậy chứ em thích tóc làm sao? Phải có tóc. Anh là đầu tóc gọn gàng. Một tuần là một hớt một lần. Một anh tuần có tóc mà. Nhưng mà ảnh cạo em. Nhưng ảnh đâu có bị hói đâu nè. Tóc chân tóc rất là đầy luôn. Tóc rất là nhanh tốt. Thậm chí là 10 ngày là hớt một lần. Nếu bây giờ mà không cảm thấy mà không thích thì là một tháng hớt một lần. Đơn thì nó sẽ dài thôi. Không tóc phải nhưng mà tại sao anh không để tóc mà lại cạo đầu á? Nó tốt ra thì nó cứ bù xù tốt. Nhìn nó rất là khó chịu. Bây giờ để tóc lại được không? Thì để thì không vấn đề gì đâu. Để tóc thì chuyện nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Tóc mà chừng nào không có tóc mình mới lo này. Có tóc mọc ra được. Không sao cả. Giờ thì là cái giây phút quan trọng nhất. Tường muốn là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Nhưng bây giờ là cái giây phút Tường muốn là hai bạn hãy nói thật cho đối phương nghe. Cho em hỏi ảnh một câu. Thí dụ như mình về chung một nhà, cái người giữ tiền là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi.
Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ, hay là hồi trước anh ở với vợ anh, ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt, mà nhiều lúc thì phụ nữ giữ tiền cũng tốt. Đúng, có đôi khi bây giờ trong đầu anh mong muốn thực tế là thực tế, khi nào tới thực tế mới biết. Nhưng trong đầu mình luôn luôn có những cái suy nghĩ và sắp đặt cho cuộc đời mình. Vấn đề này bây giờ nếu mà nói ra mà không làm thì nó cũng kỳ lắm. Thì anh cứ trả lời là anh sẽ là người quản lý, bởi vì anh thấy là anh quản lý kinh tế tốt hơn. Nghĩ sao mình nói vậy thôi. Còn đó cũng là một cách trả lời của ảnh, tùy em suy nghĩ thôi nha. Rồi nhắm mắt lại và đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nếu đồng ý thì sau 3 tiếng đếm ta bấm thật mạnh vào cái nút. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, không ai bấm nút cả. Thế anh lý do tại sao anh không bấm? Bạn gái có nói là phải một tuần lên thăm tới 1 tới 2 3 lần. Thì cái khả năng đó thì anh không thể đi được, không làm được. Đấy, nhất cái quãng đường rất là xa. Mỗi một lần đi Sài Gòn, thậm chí hôm nay là anh say xe, say nặng xe luôn. Là cái khoảng thời gian đó là nó không thể cho phép mình làm được nó. Thứ hai là bây giờ mình cũng trụ cột trong gia đình để nuôi các con. Cho nên là mình không vì một cái gì đó, tất nhiên là tình cảm, tình yêu thì mình vẫn có thể là tìm kiếm, nhưng mà nó xa xôi quá, đôi lúc cũng có những cái nó rất là bất tiện. Mỗi người có một cái hoàn cảnh. Rồi, còn em, tại sao em không là bấm nút? Em cảm nhận được á, ảnh chưa có thật sự giống như là muốn một cái gì đó để ảnh chia sẻ, giống như ảnh muốn vợ nhưng mà ảnh chưa muốn thật sự chia sẻ cái chuyện riêng, cái chuyện gia đình của ảnh, cá nhân của ảnh. Đó là cảm nhận của hai bạn, thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của mình ha. Mời hai bạn. Rồi, thật ra thì các Tường cũng hơi tiếc, và hai bạn vẫn sẽ còn có một cơ hội tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Xin gửi tặng hai bạn. Đến đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thêm một lần nữa. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.